cô gái này bị đàn ông bỏ vì quá xấu. Vì quá tức giận, cô đã ném sợi dây chuyền châu báu hơn 3 triệu won xuống biển. Nhưng sau khi cô xiên vẹo rời đi sau khi ném thì đột nhiên hối hận. Vì kể cả cô có làm quần quật nửa năm cũng không đủ thu hồi vốn sợi dây. Vì vậy cô vội vã dùng cởi hết áo ngoài và hết tốc lực nhảy xuống biển. Cảnh tượng này đã bị một chàng trai đứng đằng xa trông thấy. Anh tưởng cô định nhảy xuống biển nên liền chạy như bay đến bãi biển. Anh lập tức đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân. Thế nhưng anh không thể ngờ rằng mình đã đánh giá quá cao năng lực của bản thân. Anh còn chưa kịp bơi tới chỗ cô gái thì đã uống nước no rồi. Mimo cô quào mãi mà chẳng với tới sợi dây chuyền nên định từ bỏ. Chính vào lúc này, cô trông thấy một người đàn ông đang vùng vẫy kêu cứu. Mimo lập tức á khẩu. Cô chỉ có thể vội vã bơi lại cạnh anh, sau đó túm tóc anh kéo lên. Rồi cô kéo anh lên đặt cạnh bờ. Thấy anh đã mất dần ý thức, cô vội vã làm hô hấp nhân tạo cho anh. Dưới sự trợ giúp của cô, cuối cùng anh cũng tỉnh dậy. Nhưng không ngờ anh lại kéo cô ôm vào lòng. Sau đó anh khuyên cô dù có bị vứt bỏ cũng đừng đánh mất hy vọng trong cuộc sống. Mimo lúc này mới hiểu rằng mình đã bị người ta xem là kẻ nông cạn tự tìm cái chết. Để cảm ơn người đàn ông không có chút công lao này, Mimo chỉ có thể tiện đường đưa anh về nhà. Thế nhưng không ai ngờ rằng họ lại là hàng xóm đối diện của nhau. Đối diện với sự trùng hợp đáng kinh ngạc này, hai người cảm thấy có chút kỳ lạ. Lúc này đột nhiên anh nhớ đến việc mình và Mimo vẫn chưa ăn gì, nên đã làm một phần ăn nóng hổi ngạc nhiên rồi đem đến cho cô. Còn nói đây là để báo đáp cô vì đã cứu mình ra khỏi biển. Mimo vì hôm nay đã gặp quá nhiều sự trùng hợp kỳ lạ nên không muốn nhận. Nhưng đột nhiên cô nhớ ra mình còn thiếu một người uống rượu chung, nên cuối cùng vẫn mời anh vào phòng. Khi thấy chiếc bàn trong nhà tràn ngập đồ ăn và soju, anh liền kinh ngạc. Nhưng Mimo vô cùng bình tĩnh nói với anh rằng, lúc thất tình thì phải bổ sung chút hợp chất hydration. Su Hữu còn chưa kịp thắt dây an toàn, Mimo đã thành thục đổ soju vào ly. Sau đó cô lại đổ thêm nửa cốc bia rồi lắc lên một vòng. Sau đó cô đẩy ly nước bom nổ chậm này đến trước mặt anh. Hành động thành thục này khiến Su Hữu há hốc mồm kinh ngạc. Rồi họ nốc liên tiếp mấy ly liền. Hai người càng nói chuyện cởi mở hơn. Nhưng khi cả hai giới thiệu tên nhau thì hai người đều kinh ngạc. Tôi tên là Song Su Hữu, còn cô, tôi tên Han Mimo. Hóa ra hai người là bạn học thời tiểu học, và lại trong một lẫn diễn văn nghệ hồi nhỏ. Theo kịch bản thì Su Hữu trong vai Romeo phải hôn Juliet là Mimo nụ hôn cuối cùng. Nhưng vào thời điểm then chốt, Su Hữu vì đau bụng nên đã chạy đi nôn, khiến Mimo trở thành trò cười cho cả trường. Những bạn học khác chế nhạo cô vì quá xấu nên Romeo mới không muốn hôn. Điều này khiến Han Mimo tức giận muốn bốc hỏa ngay tại chỗ. Để báo thù Song Su Hữu, Han Mimo tung cước bay lên. Cô bay đến trước mặt Su Hữu rồi lập tức tuột quần anh xuống, khiến cho hàng hạ của Su Hữu bị phơi trước bàn dân thiên hạ, không biết phải rửa nhục thế nào. Từ đó về sau, hai người trở thành oan gia trong trường học. Su Hữu cũng vì chuyện đó mà có bóng ma tâm lý rất lớn. Anh không thể ra đường mà không đeo nịt. Bây giờ oan gia đang ngồi trước mặt mình, Song Su Hữu vốn định đòi lại công lý. Nhưng Han Mimo lại nói chuyện đó không là gì với chuyện mình bị vứt bỏ. Sau đó Han Mimo bắt đầu khóc lóc kể lể. Cô kể về lịch sử tình trường bị bỏ rơi của mình. Su Hữu bên cạnh càng nhìn càng thấy đáng thương. Dưới sự kích thích của rượu, anh không tự chủ lại gần và áp một nụ hôn lên môi cô. Còn nói đây là để bồi thường cho nụ hôn còn nợ trước đó. Han Mimo vốn tưởng như vậy là đủ điên rồi. Nhưng không ngờ Su Hữu lại nói muốn dẫn cô đi làm một chuyện điên hơn nữa. Hôm sau, Mimo tỉnh dậy thì liền nhận được điện thoại của bạn thân, gọi đến để chúc cô tái hôn thành công. Mimo nghe vậy liền suýt chút nữa đã nổi điên. Cô vốn định kể cho bạn thân nghe lịch sử mình bị bỏ rơi. Nhưng lúc này, cô mới phát hiện ra chiếc nhẫn ấu trĩ trên tay mình. Đã đồ nhỏ của cô còn rơi tứ tung trong phòng. Khi cô cố gắng nghĩ về chuyện xảy ra vào hôm qua, thì phát hiện hình như mình đã được cầu hôn. Song Su Hữu cũng lập tức nhận được điện thoại chúc mừng của bạn. Song Su Hữu vốn tưởng bạn mình đang đùa. Nhưng khi anh thấy tấm ảnh bạn mình gửi sang thì phát hiện mình và Mimo đã đăng ký kết hôn. Đối diện với chuyện hoang đường này, hai người hốt hoảng muốn rơi hết cả cằm. Họ bắt đầu cố gắng nhớ về những chuyện đã xảy ra. Lúc này cô mới nhớ, hóa ra đêm qua hai người sau khi say khướt đã chạy đến Ủy ban Nhân dân. Sau đó khóc lóc đòi kết hôn. Ông chú xử lý yêu cầu đăng ký. Thấy hai người thần kinh bất ổn như vậy liền bắt họ dẫn người chứng hôn đến đây. Vì vậy Su Hữu đã dẫn bạn tốt Hae Jun của mình đến. Dưới sự chứng nhận của Hae Jun, hai người diễn kịch cầu hôn ngay tại chỗ. Rồi họ lãnh giấy kết hôn ngay. Sau khi nhớ lại những chuyện đã xảy ra, hai người lúc này mới tỉnh ngộ. Mimo lập tức chạy đến gõ cửa nhà Su Hữu nhưng phát hiện ra anh không có ở nhà. Vì vậy cô định gọi điện cho Su Hữu. Nhưng Han Mimo không đi theo trình tự nên không hề có số điện thoại của anh. Han Mimo đang ngồi trên đống lửa nên chỉ có thể gọi cho cục dân chính và hỏi làm sao để hủy đăng ký kết hôn. Nhưng lại được thông báo rằng tình huống của cô không hợp để hủy yêu cầu đăng ký, chỉ có thể ly hôn thôi. Mimo nghe xong như chết lặng. Không lâu sau Su Hữu đã quay về căn hộ. Vừa gặp mặt, hai người đã bắt đầu cãi nhau chí chóe để chào hỏi thân mật. Sau khi cãi nhau mệt mỏi thì Su Hữu mới phát hiện đống đồ nhỏ đáng yêu trên sàn. Su Hữu thẫn thờ hỏi Mimo rằng có phải họ đã xảy ra chuyện gì không. Mimo kiên quyết nói không có, vì chuyện này đối với cô mà nói chẳng có gì vui vẻ cả. Thế nhưng Su Hữu thoạt nghe đã hoảng hốt, vì bộ đồ bò sữa này chính là thứ mà anh tưởng tượng đến mỗi đêm. Hai người đều cảm thấy lạnh sống lưng.
Vì vậy họ hùng hổ kéo đến cục dân chính và bảo cộng tác viên cho mình hướng giải quyết. Nhưng cộng tác viên nghe xong thì liền tức giận. Còn nói tối qua người nó loạn đòi kết hôn cũng là hai người. Bây giờ ầm ĩ đòi hủy giấy đăng ký cũng là hai người nốt. Lẽ nào kết hôn là chuyện để đùa sao? Sau khi cộng tác viên giáo huấn hai người một trận thì nói sự thật cho hai người biết. Hóa ra tối qua ông không hề xử lý yêu cầu kết hôn của hai người. Vì Hae-jun đã thuyết phục ông rằng sau khi họ tỉnh lại sẽ đến đây sau. Sau khi biết được tin động trời này, hai người cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cả hai đến tiệm cà phê để giải tỏa hiểu lầm. Đối diện với tình huống xui xẻo như vậy, hai người vô cùng ngượng ngùng. Sau khi thương lượng, cả hai quyết định xem chuyện này như tai nạn khi say rượu. Và quyết định từ nay về sau sẽ không nhắc gì đến chuyện đó nữa. Sau đó hai người ngượng ngùng tạm biệt nhau. Sau khi Song Soo-hyuk đi rồi thì Mi-mo nhìn về phía quán cà phê. Cô nhớ đến việc mình và chồng cũ đã từng kết thúc ở tiệm cà phê này như thế nào. Nhớ đến những lời thề non hẹn biển cuối cùng rồi cũng tan thành mây khói. Mi-mo đến tận bây giờ vẫn cảm thấy vô cùng đau lòng. Thế nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục tiếp diễn, cho nên cô chỉ có thể tạm quên đi những chuyện này. Nhưng không ngờ không lâu sau lúc Mi-mo đi dự một bữa tiệc, thì vô tình gặp chồng cũ của mình. Đối diện với người chồng đã lâu không gặp, cô vẫn cảm thấy kích động mãnh liệt. Vì vậy Mi-mo chỉnh trang bản thân rồi đi về phía chồng cũ. 5 năm không gặp, anh vẫn ổn chứ? Anh à, đến đây, đây là vợ sắp cưới của tôi. Mi-mo lập tức sững sờ. Cô vội vã xoay người bỏ đi, sau đó nhân cơ hội trốn thoát. Thấy chồng cũ hạnh phúc như vậy, đáy lòng Mi-mo vô cùng phức tạp. Sau chuyện đó, cô tán gẫu với bạn thân của mình. Cô nói bạn gái của chồng cũ đang dùng vòng một của mình để chế giễu cô. Trước đây chồng cô đã nói ly hôn với cô vì không hạnh phúc, nhưng cô cảm thấy chồng cũ bỏ mình chỉ vì mình không có body đẹp. Thế nhưng bạn thân nghe xong lại chẳng phản ứng gì, vì cô bạn Da Jung đã chia phòng ngủ với chồng 7 năm rồi, ngày nào cô cũng bị thúc ly hôn. Còn Đông Mi thì đã 3.000 ngày không hôn ai. Đôi môi của cô sớm đã mọc rễ dày 15 phân rồi. Cô bạn Ae Jan thì chuẩn bị kết hôn, nhưng người cô cưới lại không phải người cô yêu thật lòng. Cho nên họ thấy chuyện của Mi-mo chẳng có gì đáng buồn. Mặc dù bạn thân đều khuyên cô đừng quá nhạy cảm nhưng Mi-mo vẫn rất ủ rũ. Thậm chí lúc giới thiệu đối tượng kết hôn cho khách hàng, người đó cũng mong có thể tìm được một mỹ nữ thân hình gợi cảm. Mi-mo liền lớn tiếng mắng chửi ông ta, còn nói ngực nhỏ mới có thể cứu được thế giới. Ngực to vậy chỉ tổ hoang phí tài nguyên. Khách hàng tức giận bỏ đi. Da Jung thấy ông ta như vậy cũng rất tức giận. Cô phụ trách một trung tâm mai môi nên đừng đem tâm tình bực dọc đó để đi làm. Nhưng Mi-mo không có hứng cãi nhau. Da Jung thấy vậy liền bắt cô đi gặp chồng cũ để nói chuyện rõ ràng. Sau đó Mi-mo hẹn chồng cũ ra ngoài gặp mặt. Vừa gặp cô đã hỏi anh ta tại sao lại ly hôn với mình. Chồng cũ cô trả lời rằng ở với cô không hạnh phúc. Nhưng Mi-mo không tin. Cô hỏi ngược lại lẽ nào vì chuyện này mà anh ta có thể đi tìm người khác sao? Thế nhưng chồng cũ lại nói chính vì vậy nên họ mới không có tín nhiệm và hạnh phúc. Cuối cùng hai người vì cuộc gặp mặt đó mà cãi nhau, khiến cho những hồi ức tốt đẹp còn lại trong đầu Mi-mo cũng dần tan biến. Sau đó, cô ủ rũ về nhà. Nhưng khi cô đến lầu dưới thì nghe được một tin buồn. Một bạch phú Mỹ đã bị nghẹn chết khi ăn gà rán, mà cô đã từng gặp cô gái đó lúc sáng nay rồi. Mi-mo nghe xong liền sửng sốt đến nỗi suýt không về được nhà. Cô tổng kết tất cả chuyện này đều là bi kịch đều do ở một mình mà ra. Để bản thân không đi vào vết xe đổ của cô gái đó, Mi-mo quyết định từ nay về sau không ăn gà rán nữa. Để đề phòng, cô còn gọi điện cho bạn thân, bảo bạn thân thi thoảng hãy gọi cho mình một lần để đảm bảo rằng mình vẫn còn sống. Mi-mo vốn tưởng như vậy là quá an tâm rồi, nhưng không ngờ khi cô nằm xuống lại cảm thấy lạnh sống lưng. Cô còn không cẩn thận ngã xuống giường. Mi-mo đột nhiên cảm thấy cảm giác khủng bố chết người đi đang bao trùm lấy cô. Cô lấy hết sức lúc cuối cùng cũng có thể gọi được cho 119. Kết quả vì sự lơ là của nam nhân viên cứu hộ, nên Mi-mo ăn mặc gợi cảm được đưa đến bệnh viện. Điều ngượng ngùng hơn nữa là, bác sĩ điều trị lại chính là Hae-jun, bạn tốt của Soo-hyuk. Lúc Hae-jun làm kiểm tra cho Mi-mo thì thấy cô đang ăn diện rất gợi cảm. Hae-jun ngượng ngùng không biết nên nhìn ở đâu. Sau khi làm kiểm tra một lần thì Hae-jun nói với Mi-mo rằng bên đau tai trái của cô phát tác chứ không có gì to tát cả. Cuối cùng Mi-mo cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Để Mi-mo không phải khó xử, Hae-jun liền cởi áo blue của mình ra khoác lên người cô. Đối diện với một soái ca ấm áp như vậy, Mi-mo lập tức cảm thấy rạo rực, hoa anh đào bay khắp nơi và rơi vào lưới tình ngay tức khắc. Sau đó Mi-mo được đưa đến đại sảnh để truyền nước. Hae-jun hiểu lầm rằng Mi-mo là vợ chưa cưới của bạn tốt Soo-hyuk, nên anh thân mật gọi cô là em dâu. Nhưng không ngờ Mi-mo lại nhìn anh như thể fan cuồng. Trong lúc Hae-jun không biết làm gì thì cô nói thẳng, nếu tôi nói thích anh thì anh sẽ nghĩ tôi bị điên chứ. Cái gì? Xem ra mình phải tái hôn rồi. Nhưng Hae-jun lại hiểu lầm rằng cô là vợ chưa cưới của bạn tốt mình, nên anh lập tức sững sờ đến trợn tròn cả mắt. Anh lập tức hỏi Mi-mo có phải bị bệnh nên mới gặp ảo giác không. Thế nhưng Mi-mo lại kiên quyết rằng mình thật sự có tình cảm với Hae-jun. Thấy Hae-jun sững sờ như vậy, cô vốn định giải thích với anh rằng mình không phải là hôn thê của bạn anh. Nhưng lúc này, đột nhiên bạn thân Đông Mi tức tốc chạy đến bệnh viện. Cô không nhiều lời bắt đầu ân cần hỏi han bạn mình. Khi Đông Mi phát hiện Mi-mo đang mặc áo blue size lớn, cô còn tưởng rằng Mi-mo đang chơi trò đóng giả gợi cảm khó nói và cưỡng ép bắt Mi-mo phải vạch áo ra.
nhưng vừa mở ra thì phát hiện, hóa ra chỉ vì cô được đưa đến bệnh viện mà không mặc áo khoác ngoài mà thôi. Đông Mi lập tức sững sờ. Hae-jun cũng cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Tình cờ lúc này có bệnh nhân được đưa tới phòng khám. Hae-jun đứng dậy định bỏ đi. Vì vậy mà lời tỏ tình của Mimo mãi không thành. Sau đó cô kết thúc chữa trị. Trước khi đi, cô do dự hỏi y tá rằng có thể để cô lấy chiếc áo blue này rồi trả sau được không? Sau khi biết Mimo chỉ mặc đồ ngủ bên trong, cô y tá liền sảng khoái đồng ý. Mimo cũng vì mặc đồ ngủ mà trở thành nhân vật trong lời bàn tán của bệnh viện. Sau khi về nhà, nhìn chiếc áo blue mình đem về, Mimo liền tự dằn vặt bản thân. Cô thật sự hối hận vì mình đã lấy nó về. Đã vậy cô còn kích động đi tỏ tình với người ta. Mimo xấu hổ chỉ muốn đào cái hố để nhảy xuống. Cũng vào lúc này, Su Hyuk hay tin từ Hae-jun cũng vội chạy đến bệnh viện. Sau khi biết Mimo đã xuất viện, anh liền tán gẫu với bạn mình. Lúc này Hae-jun mới biết, hóa ra Mimo và Su Hyuk chỉ là bạn bình thường. Lúc đó họ đòi đi đăng ký kết hôn là vì uống quá chén mà thôi. Sau khi hiểu rõ sự tình, Hae-jun cũng dần có hảo cảm với Mimo. Hôm sau, Mimo là chiếc áo blue thật kỹ còn xịt nước hoa như bảo bối. Nhưng khi chuẩn bị đem trả lại thì cô lại do dự vì cô lo Hae-jun sẽ nghĩ mình kỳ lạ. Để giải quyết vấn đề này, cô đã hẹn Su Hyuk ra ngoài. Cô định bảo Su Hyuk đi giải thích mọi chuyện rõ ràng với Hae-jun. Nào ngờ anh lại nói mình đã nói rõ với anh ấy rồi. Mimo mừng hết lớn. Hôm sau Mimo vui vẻ cầm áo blue đến tìm Hae-jun và thể hiện tình cảm của mình với anh một lần nữa. Thế nhưng không ngờ rằng Hae-jun lại không do dự từ chối ngay. Anh còn nói rằng mình không muốn thành tình tay ba với bạn mình. Mimo định giải thích tiếp rằng mình và Su Hyuk chỉ là người quen, sẽ không làm tổn thương đến ai cả. Nhưng Hae-jun nói mình không muốn phá vỡ tình cảm của anh em tốt, vì Mimo không đặc biệt đến nỗi khiến anh có thể làm vậy. Mimo nghe xong liền vô cùng khó chịu, nhưng cô cũng chỉ có thể thất vọng rời đi. Thế nhưng cô không thể ngờ rằng không lâu sau Hae-jun đã đi tìm Su Hyuk. Vừa gặp anh đã hỏi Su Hyuk rằng anh có tình cảm với Mimo không. Mặc dù Su Hyuk có chút tình ý với Mimo nhưng anh vẫn phủ nhận. Sau khi có được đáp án mình muốn, Hae-jun đến công ty tìm Mimo để đưa tài liệu của mình và bảo cô tìm giúp mình một đối tượng kết hôn. Mimo lập tức hoảng loạn. Chuyện gì thế này? Bình thường tay tôi không run vậy đâu. Đừng để làm bẩn đồ. Cô không thể ngờ rằng, nam thần mà mình đã tỏ tình trước đó không lâu, hôm nay lại xuất hiện ở công ty của mình, còn bảo cô giới thiệu cho một đối tượng kết hôn. Mimo nghe xong liền sững sốt, đến nổi bàn tay nhỏ cũng phải run lên cầm cập. Trong quá trình thu thập thông tin tái hôn, biểu hiện của Mimo không hề bình tĩnh chút nào. Hae-jun đã có được đáp án mình mong muốn, vì vậy anh không đăng ký làm hội viên mà đứng dậy bỏ đi. Lần gặp mặt không đầu không đuôi này của anh đã khiến Mimo vô cùng khó hiểu. Để tìm ra ý đồ thật sự của Hae-jun lúc tan làm, Mimo đã tìm anh lần nữa. Cô khuyên Hae-jun hãy đăng ký làm hội viên công ty mình, nhưng Hae-jun lại không do dự từ chối ngay. Mimo thấy vậy lập tức đưa ra rất nhiều điều kiện hấp dẫn, nhưng không ngờ Hae-jun lại nói anh đến công ty cô không phải để đăng ký mà để thể hiện bản thân trước mặt cô. Mimo nghe xong liền cảm thấy mình bị trêu ghẹo nên có hơi tức giận. Không ngờ Hae-jun lại nói anh không đăng ký vì nếu anh đăng ký rồi thì không thể qua lại với Mimo nữa. Suy cho cùng thì quy định của công ty là không được yêu đương với khách hàng. Mimo nghe xong liền không dám tin vào sự thật. Không ngờ Hae-jun lại cho mình một bất ngờ lớn như vậy. Để chứng minh cô không nằm mơ, Hae-jun trực tiếp kéo cô vào lòng mình và trao cho cô một cái ôm nồng cháy. Kể từ lúc đó, hai người đã chính thức xác nhận yêu nhau. Sau đó Mimo hỏi Hae-jun tại sao lại chấp nhận mình. Hae-jun cũng thành thật trả lời rằng khi cô còn là thành viên của nhóm nhạc nữ, anh đã là fan của cô rồi. Lúc đó người nổi tiếng nhất là Sơn A. Nhưng Hae-jun lại nhất kiến trung tình với Mimo. Sau khi biết nhóm cô tan rã, anh đã vô cùng đau lòng. Sau khi biết Hae-jun là fan cứng của mình, Mimo lần đầu tiên cảm thấy vinh hạnh vì mình là thành viên nhóm nhạc. Không lâu sau, Mimo và bạn thân cùng nhau đi kiểm tra phụ khoa. Sau khi kiểm tra xong, cô dẫn chị em đến nhìn lén Hae-jun. Trong lúc họ đang tám chuyện thì bị một cô bé gọi lại. Họ còn chưa kịp phản ứng thì cô bé đã tuyên bố chủ quyền và nói rằng Hae-jun là người đàn ông của mình. Còn nói sau khi mình đủ tuổi thì sẽ gả cho Hae-jun ngay. Đối diện với đối thủ cạnh tranh đang tuyên chiến trước mặt mình, Mimo lập tức sục sôi ý chí cạnh tranh. Cô lập tức giáo huấn cô bé với tư cách người lớn, nhưng không ngờ cô bé đó lại không chịu nói lý, mà lập tức phô diễn vòng ngược phổng phao của mình. Còn chế giễu Mimo là lớn tuổi mà cơ thể con nít. Mimo tự nhìn lại trang bị của mình rồi đầu hàng tại trận. Không lâu sau, đã có kết quả khám phụ khoa. Sau khi so sánh với bạn thân, thì cơ quan của Mimo vẫn còn xuất sắc như 29 tuổi. Mimo đã 34 tuổi vô cùng vui mừng. Cô lập tức đi tìm Hae-jun và nói tin tốt mình có thể sinh con cho anh biết. Đối diện với sự bộc trực của cô, mặc dù Hae-jun khá hốt hoảng, nhưng anh vẫn rất vui vì cô đã thành thật với mình. Cũng vào lúc này, Su Hyuk sau khi biết tin Mimo đã quen với Hae-jun, liền cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh vô cùng hối hận vì đã nói với Hae-jun rằng mình không có tình ý với cô. Thấy Mimo vì tình yêu ngọt ngào của mình ngày nào cũng vui vẻ như gái 18, anh thà ăn một ký giấm còn đỡ khó chịu hơn. Su Hyuk vì chuyện đó mà uống say khướt rồi quỵ trước cửa nhà. Mimo sau khi về nhà trông thấy thì định đưa anh vào phòng,
nhưng không ngờ anh lại kéo cô ngồi lên người mình. Đột nhiên pháo hoa nổ đùng đùng bên tai hai người, cô lập tức hoảng loạn. Nhưng còn chưa kịp phản ứng lại thì hàng xóm đã tóm lấy khuôn mặt cô, sau đó nhìn cô bằng ánh mắt đa tình. Khoảng cách càng lúc càng gần, pháo hoa bay tung tóe khắp nơi. Cô nghe thấy cả tiếng nổ lốp đốp bên tai mình. May thay vào thời điểm then chốt, Su Hyuk đã hôn mê bất tỉnh. Mimo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đối diện với cảnh tượng xấu hổ này, Mimo thật sự không biết phải làm gì. Chính vào lúc này, một cậu bé xuất hiện. Hỏi mới biết, cậu chính là con trai 13 tuổi của Su Hyuk. Thấy tư thế ngồi của cả hai thân mật như vậy, cậu liền hỏi Mimo: "Nam nữ ở cạnh nhau sẽ sinh em bé có phải không?" Cô nghe xong liền vội giải thích rằng muốn sinh em bé ở hành lang thì đòi kỹ thuật rất khó. Cô nói chuyện này không thể nào xảy ra và bảo cậu đừng lo. Sau đó cả hai hợp lực bê Su Hyuk vào nhà. Khi Mimo chuẩn bị rời khỏi nhà thì cậu bé bảo muốn mời cô uống miếng nước rồi hẳn đi. Sau khi nói chuyện một hồi, Mimo mới biết, hóa ra mười mấy năm nay Su Hyuk cũng không hề có bạn gái mà một lòng nuôi con trai khôn lớn. Mimo đột nhiên cảm thấy đồng cảm với anh. Mãi cho đến hôm sau, Minho mới kể chuyện xảy ra tối qua cho Su Hyuk biết. Hồi tưởng lại cảnh mình suýt nữa thì phạm sai lầm, Su Hyuk cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Thế nhưng không ngờ vừa ra khỏi cửa anh đã gặp lại Mimo. Su Hyuk chỉ có thể giả vờ mất trí nhớ. Nhưng Mimo đột nhiên hỏi anh có phải cảm thấy rất hiu quạnh không? Su Hyuk nghe xong liền vô cùng chột dạ. Anh hốt hoảng hỏi Mimo đang nói gì vậy? Mimo thấy vậy liền đưa cho anh một tấm danh thiếp, còn nói nếu cảm thấy cô đơn thì cứ tìm đến công ty của họ. Cô sẽ tìm một đối tượng kết hôn thật tốt cho anh. Nhìn tấm danh thiếp trong tay, Su Hyuk lập tức cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Không lâu sau đó là hôn lễ của bạn thân Aizan. Thấy hai người ngọt ngào trên lễ đường, Mimo vô cùng ngưỡng mộ. Nhưng không thể ngờ rằng hai người vừa đọc lời thề nguyện xong thì một top nữ đã xuất hiện tại hôn lễ. Tất cả bọn họ đều là bạn gái cũ của chú rể. Họ đến đây để giới thiệu bản thân với thế giới. Dường như khắp nơi trên thế giới anh ta đều có người quen. Xem ra nhóm bạn gái cũ này gần như là đa sắc tộc trên thế giới luôn rồi. Aizan lập tức nổi trận lôi đình. Mimo và bạn thân bên cạnh cũng há hốc mồm. Nhưng Aizan vẫn cố nhịn cho đến khi hôn lễ kết thúc. Sau khi kết thúc hôn lễ, hai người lập tức vào khách sạn để trải qua cuộc sống êm đềm đẹp đẽ sau kết hôn. Vì Aizan cũng có lịch sử tình trường huy hoàng trước hôn nhân, cho nên Mimo và bạn thân cũng không mấy ngạc nhiên về chuyện này. Sau đó, Mimo đến sảnh khách sạn tìm người, nhưng bạn trai cũ làm bếp trưởng đã kéo cô sang một bên. Sau đó hỏi cô có phải muốn phá hoại tiền đồ của mình hay không. Anh ta còn ra lệnh cho Mimo không được xuất hiện trước mặt mình nữa. Mimo nghe xong liền vô cùng tức giận. Cô lấy đôi giày số 42 của mình ra trọi lên đầu anh ta. Cảnh tượng này tình cờ bị Su Hyuk bắt gặp. Thấy mối xung đột của hai người sắp bị đám nhà báo nhiều chuyện phát hiện, Su Hyuk vội vã cản Mimo lại và đuổi bạn trai của cô đi mau. Hóa ra trước đó không lâu, Mimo đã nghe nói bạn trai của mình đã chuẩn bị để cầu hôn rồi. Vì vậy cô liền vui vẻ hào hứng đến nhà hàng mà anh ta làm bếp trưởng. Nhưng không ngờ đối tượng mà anh ta muốn cầu hôn lại chính là kỳ phùng địch thủ trong nhóm nhạc, Sơn A. Mimo lập tức nổi đóa. Sau đó cô lấy một miếng bánh ra, đập thẳng lên mặt tên đàn ông đó. Cảnh tượng này tình cờ bị Su Hyuk luôn bám đuôi minh tinh bắt gặp và chụp lại, để Mimo không trở thành nhân vật chính của tin xấu. Su Hyuk mãi không công khai tin tức này, nhưng những phóng viên nhiều chuyện khác vẫn luôn theo dõi chuyện này. Để phóng viên khác không phát hiện, Su Hyuk mới cưỡng ép ngăn cản Mimo. Sau chuyện đó, Mimo hoàn toàn vứt tên bạn trai cũ Cha Nam ra khỏi đầu và bắt đầu cuộc sống yêu đương nồng nhiệt với bạn trai Haejun. Thế nhưng cô không thể ngờ rằng Haejun hơn một tháng trời rồi mà vẫn không chạm vào người cô. Cô gái này đã có một người bạn trai rất soái, nhưng cứ mỗi lần hẹn hò, bạn trai cô không xem phim thì cũng đi ăn. Môi của cô muốn mọc cả rêu luôn rồi mà hai người mãi mà chẳng hôn nhau lấy một lần. Vì vậy để đẩy nhanh tiến độ của cả hai, Mimo gọi điện hẹn bạn trai đến nhà. Vì lần hẹn hò này, Mimo không những trang trí căn nhà thật tráng lệ mà còn châm cả nến thơm lãng mạn. Sau đó cô thay một chiếc đầm ôm. Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong, Mimo nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Nhưng người đến không phải là bạn trai của cô, mà là hàng xóm đối diện, Song Su Hyuk. Su Hyuk tìm Mimo là vì muốn nói với cô về chuyện hồi tiểu học. Nhưng khi thấy nhà cô được trang hoàng như vậy, anh liền hiểu ra cô sắp sửa hẹn hò với Haejun. Vì vậy anh bắt đầu cười cợt Mimo. Mimo nghe xong liền vô cùng cụt hứng. Cô không nhiều lời đuổi anh về nhà. Chuyện này khiến Su Hyuk nổi cơn ghen. Tình cờ khi Haejun đến căn hộ của cô, Su Hyuk lại vội chạy ra ngoài để chào hỏi Haejun. Haejun nói mình đến để gặp Mimo, chuyện anh em để sau đi. Nhưng Su Hyuk vẫn không bỏ cuộc. Anh lôi kéo Haejun rồi nhắc đến tình anh em. Dưới sự cầu xin tỉ tê của Su Hyuk, Haejun vẫn không do dự bước vào nhà Mimo. Sau đó, hai người bắt đầu tán gẫu vui vẻ trong không gian lãng mạn. Họ say sưa xem phim mãi cho đến khi trong phim có mấy động tác kỳ lạ. Cùng với bầu không khí nồng nhiệt của bộ phim, không khí bên ngoài cũng càng lúc càng khó thở. Vì vậy cả hai lập tức muốn bổ sung thêm nước. Nhưng chính vào lúc này, tin nhắn của Su Hyuk lại ảo đến. Thấy không khí bị phá hỏng, Haejun không nhiều lời tắt luôn điện thoại. Sau đó cả hai lại một lần nữa tiến công. Nhưng chính vào lúc này con chó của Mimo lại đột nhiên gặm chân anh. Đối diện với tình huống khó xử như vậy, Mimo vô cùng ảo não. Cô nhấc chân lên đá.
chú chó lập tức bỏ chạy. Sau đó cả hai lần thứ ba tiến công, nhưng lúc này chuông cửa lại reo lên. Hai người hết sức cạn lời, vốn định cứ nhắm mắt làm ngơ, nhưng chuông cửa càng nhấn càng dồn dã. Bất lực, Mimo chỉ có thể ra ngoài mở cửa. Không ngờ cô lại thấy Su Hữu thở hổn hển bê một dĩa gà rán đứng trước cửa nhà. Mimo tức đến nỗi muốn cho anh ta một đấm, nhưng cuối cùng vẫn phải bất lực mời anh vào nhà. Sau khi ổn định chỗ ngồi, Su Hữu lập tức bắt đầu hoạt náo và pha cho mỗi người một ly bom nổ chậm. Dưới sự pha đám của Su Hữu, không gian lãng mạn của cả hai hoàn toàn bị phá hỏng. Từ đó về sau, Mimo và He Jun trừ nắm tay cũng không có bước tiến triển nào khác. Trái lại với cô, Đông Mi mới qua lại với bạn trai còn chưa đầy một tuần, mà hai người ngày nào cũng vồ lấy nhau khiến Mimo càng nghĩ càng ngưỡng mộ. Đông Mi cũng bắt đầu chế nhạo cô, nói cô có phải đã mất đi sức hấp dẫn rồi không? Nếu không thì tại sao He Jun lại chẳng hề hứng thú với cô? Mimo nghe xong càng âu sầu hơn. Trong lúc Mimo đang loay hoay không biết nên làm gì, thì cô bé trước đây giành bạn trai với mình lại đến gặp mình. Mimo vốn định ngó lơ cô bé, nhưng cô bé nói cô còn có một tình địch đáng gờm hơn. Đó chính là vợ cũ của He Jun, cũng là chung khoa phụ sản với anh. Mimo nghe vậy lập tức sốt ruột. Để hiểu rõ hơn về He Jun, Mimo ngày nào cũng giả làm bệnh nhân, sau đó nhân cơ hội đến tìm vợ cũ He Jun. Sau khi điều tra vài ba câu, vợ cũ của He Jun đã hiểu rõ dụng ý của Mimo, để Mimo không làm phiền mình nữa. Cô đã nói với Mimo rằng nguyên nhân khiến họ ly hôn là vì He Jun quá bị động. Sau khi biết He Jun là một người đàn ông bình thường, Mimo quyết định chủ động tấn công trước. Vì chuyện đó mà cô còn rất nhiều mánh áo thuật phù hợp với yêu đương. Nhưng không ngờ trước buổi hẹn, He Jun vì có chuyện nên tạm thời không thể đến được. Trùng hợp thay, trong lúc Mimo luyện ảo thuật lại bị Su Hyuk bắt gặp. Su Hyuk đề nghị cô luyện với mình trước. Vì vậy Mimo bắt đầu biểu diễn. Cái này không ổn. Không ổn. Tại sao? Thật sự không ổn đâu. Chuyện gì vậy? Mau dập lửa đi. Chuyện này không ổn đâu. Mimo vì muốn tạo bất ngờ cho bạn trai nên đã tìm một người đàn ông để luyện ảo thuật. Nhưng không ngờ trong lúc không cẩn thận cô đã đốt lửa trên đầu mình. Mimo lập tức hoảng hốt. Su Hữu vội lấy ly nước tạt lên đầu cô để dập lửa nhưng vẫn không hề hấn gì. Vì vậy anh chỉ có thể lấy một cốc nước chanh đổ lên đầu cô. Lửa cuối cùng cũng được dập. Mimo vì thế mà bị ướt sũng. Sau đó Su Hữu lái xe chở cô về nhà. Sau khi đến hầm xe, Su Hữu thấy Mimo đã lạnh đến run cầm cập rồi. Vì vậy anh cởi áo khoác ra khoác lên người cô để Mimo giữ ấm hơn. Su Hữu còn giúp cô xoa bóp cánh tay. Thế nhưng không thể ngờ rằng tất cả đều bị bạn trai của Mimo bắt gặp. Anh lập tức nổi trận lôi đình. Mimo nhiệt tình chào hỏi cũng bị anh nhìn bằng ánh mắt vô tình. Sau đó anh tự ý lấy áo khoác của Su Hyuk ra rồi choàng áo của mình lên. Sau đó anh kéo Mimo rời đi. Song Su Hyuk đối diện với người bạn đang đùng đùng thuốc súng cũng vô cùng khó xử. Sau khi về đến nhà Mimo, He Jun vẫn rất khó chịu vì chuyện vừa chứng kiến. Nhìn chiếc túi đặt trên bàn, anh hỏi Mimo đó là gì. Bên trong là dụng cụ biểu diễn ảo thuật. Mimo cảm thấy rất xấu hổ. Vì vậy cô nói chẳng có gì đâu. Nhưng không ngờ He Jun lại tiếp tục truy hỏi. Tại sao cô lại đi cùng với Su Hyuk? Mimo nghe xong liền vô cùng tuyệt vọng. Cô hỏi anh tại sao lại không tò mò vì sao cô lại thảm như thế này. He Jun lúc này mới nhận ra mình chỉ quan tâm đến cơn giận mà không để ý đến cô. Anh vội hỏi Mimo đã xảy ra chuyện gì. Lúc này Mimo đã vô cùng khó chịu rồi. Cô nói mình muốn tắm rửa đi ngủ và bảo He Jun về trước đi. He Jun nghe xong chẳng nói gì mà đứng dậy bỏ đi. He Jun lạnh lùng không dỗ dành càng khiến Mimo cảm thấy anh không hề để ý đến mình. Trái lại thì Su Hữu cái gì cũng không nói với Mimo. Nhưng anh lại đến đưa thuốc cảm cho cô và hỏi thăm cô rất dịu dàng. Do đó, Mimo càng nghi ngờ không biết He Jun có thích mình thật không. Nhưng hôm sau, Mimo lại bắt đầu cảm thấy mình đã quá nhạy cảm rồi. Cô vốn định gọi nói chuyện với He Jun. Nhưng sau khi suy nghĩ lại thấy mình không nên chủ động. Vì vậy cô liền từ bỏ. Nhưng cô vẫn luôn trông chờ cuộc gọi của He Jun. Nhưng hết một ngày rồi mà anh vẫn chẳng liên lạc với cô. Vì vậy tối đó, cô chỉ có thể vừa uống rượu soju, vừa thưởng thức cá sống và khóc lóc kể lể chuyện của mình cho bạn thân nghe. Đông Mi cũng nói cô không nên chủ động tỏ tình. Vì một khi phụ nữ đã chủ động thì quyền lợi trong tình yêu đều nằm trong tay người đàn ông. Như vậy thì anh ta sẽ không trân trọng cô nữa. Sau khi nghe Đông Mi phân tích, Mimo càng nghĩ càng thấy đúng. Vì vậy cô lại càng tuyệt vọng hơn. Thế nhưng cô không biết rằng, buổi sáng lúc đi làm, vợ cũ của He Jun đã đến gặp anh và kể chuyện mình đã gặp Mimo cho anh biết. He Jun sau khi biết chuyện liền rất không vui, cho nên anh cũng muốn thử liên lạc với Mimo. Sau khi Mimo cúp máy Đông Mi thì mới phát hiện, thật ra He Jun cũng đã gọi cho mình rất nhiều cuộc. Thấy vậy Mimo như thể chết lagn. Tình cờ lúc này He Jun lại gọi đến. Mimo không nhiều lời liền phi ra ngoài. Sau khi cô ngồi xuống, He Jun liền lấy một chiếc chụp tai ra sau đó đeo lên cho cô. Rồi anh bảo cô đừng nghe lời người khác nói. Sau đó anh đưa cho cô những tấm ảnh dán mà anh đã cất giữ nhiều năm qua. Đó chính là quà kỷ niệm của nhóm nhạc khi Mimo còn là thành viên. Mimo vô cùng cảm động. He Jun nhân cơ hội nói với Mimo rằng, mặc dù chuyện tình của họ là do Mimo tỏ tình trước, nhưng anh đã thích cô 13 năm rồi. Nên cô đừng lo rằng tình cảm của anh dành cho cô ít hơn.
nhờ có lời chia sẻ chân thành của Hae-jun. Cuối cùng Mi-mo cũng giải tỏa được suy nghĩ trong lòng. Để chúc mừng khoảnh khắc đẹp này, hai người chuẩn bị lao vào cấp nước cho nhau. Nhưng lúc này, Mi-mo lại nhớ đến việc khi nãy mình vừa ăn cá sống. Hae-jun còn tưởng mình đã làm gì sai nên vô cùng lo lắng. Mi-mo cũng cảm thấy vô cùng khó xử. Sau khi về nhà, cô lập tức liều mạng đánh răng để khử mùi một cân cá trong miệng. Cô vừa đánh vừa hối hận, vì cô đã bỏ lỡ lần đầu thân mật của cả hai sau suốt mấy tháng quen nhau. Không lâu sau đã đến ngày hẹn gặp mặt. Lần này Mi-mo không cẩn thận phát hiện tin nhắn thẻ tín dụng của Hae-jun. Hae-jun cũng không hề giấu giếm, mà nói thật với Mi-mo rằng mình còn rất nhiều khoản nợ phải trả. Mi-mo nghe xong liền nói mình không để bụng, nhưng tất ra cô đang thầm hoảng loạn. Mãi cho đến hôm sau khi đi làm, Mi-mo vẫn còn nghĩ về chuyện Hae-jun nợ nần. Cô cảm thấy bản thân không thể bình tĩnh nổi, nhưng cô vẫn an ủi mình tình yêu sẽ thắng tất cả. Nhưng lúc này, Hae-jun lại gửi tin nhắn cho cô và bảo cô đi làm kiếm tiền cho thật tốt. Anh còn nói người phụ nữ có thể kiếm tiền mới thật sự gợi cảm. Mi-mo sau khi nhìn thấy liền sợ chết khiếp. Thế nhưng cô không biết rằng Hae-jun chỉ đang đùa cô mà thôi. Trong lúc Mi-mo đang bất ổn thì con trai của Soo-hyuk đến công ty của cô. Thấy Min-hoo đột ngột ghé thăm Mi-mo cảm thấy vô cùng kỳ lạ và hỏi cậu bé sao lại đến đây. Min-hoo lấy tài khoản tiết kiệm của mình ra và bảo cô tìm đối tượng kết hôn cho bố mình. Mi-mo thấy đứa bé thành thật muốn giúp bố liền nói sẽ giúp cậu miễn phí. Nhưng Min-hoo không thích được người khác giúp đỡ miễn phí. Cậu kiên quyết đưa sổ tiết kiệm cho Mi-mo. Vì vậy Mi-mo chỉ có thể nhận. Buổi tối khi về nhà, Min-hoo kể cho Soo-hyuk rằng hai hôm nữa có một hoạt động tình nguyện, mong anh có thể đi cùng mình. Soo-hyuk cảm thấy không vấn đề gì nên đồng ý ngay. Nhưng hôm sau, đồng nghiệp nói có một minh tinh xuất hiện ở tiệm đồ cưới và bảo anh mau đến đó. Vì vậy Soo-hyuk chỉ có thể bỏ con giữa chợ. Trong lúc Min-hoo đang cảm thấy bất lực thì Mi-mo tìm đến. Sau đó cô đặt hình của các mỹ nữ mình đã tuyển chọn lên bàn và bảo Min-hoo chọn mẹ kế. Nhưng không ngờ Min-hoo nhìn xong lại không vừa lòng vì cậu muốn một người thuần khiết. Cậu muốn một người mẹ kế không quá hung hăng và khô khan. Mi-mo nghe xong liền nói ở Hàn Quốc này không có khả năng lắm. Cô bảo cậu hãy thực tế một chút. Vì vậy Min-hoo chỉ có thể hạ thấp yêu cầu. Cậu nói mắt với mũi thì miễn cưỡng chấp nhận được, nhưng đã qua chỉnh sửa thì thôi bỏ đi. Mi-mo nghe xong liền cảm thấy khó xử, nhưng vẫn đồng ý và tiếp tục đi tìm theo ý Min-hoo. Sau khi giới thiệu xong, Min-hoo nói phải tham gia hoạt động tình nguyện. Sau khi biết cậu đi một mình, Mi-mo nói cô có thể đi cùng cậu. Sau đó hai người đến nơi tổ chức hoạt động tình nguyện. Mấy người lớn tuổi lập tức nhận ra Mi-mo chính là thành viên nhóm nhạc nữ. Ai nấy cũng bắt đầu nhìn cô bằng ánh mắt tán thưởng khiến Mi-mo cảm thấy rất hãnh diện. Nhưng sự xuất hiện của cô khiến chủ nhiệm lớp Min-hoo cảm thấy ganh tị. Cho nên trong lúc chuyển than, cô ta vẫn luôn cố ý làm khó Mi-mo. Bên này, Song Soo-hyuk sau khi đến cửa hàng đồ cưới mới phát hiện đồng nghiệp nhìn nhầm. Điều này khiến anh vô cùng khó chịu. Sau khi mắng đồng nghiệp một trận, anh cũng đến nơi tổ chức hoạt động. Thấy Mi-mo cũng đến giúp Soo-hyuk vô cùng cảm động. Vì vậy trong lúc làm hoạt động anh vẫn luôn âm thầm giúp đỡ Mi-mo. Sau khi hoạt động kết thúc, Soo-hyuk phát hiện chân cô bị trẹo thương. Điều này khiến anh cảm thấy khá áy náy. Cho nên khi đến bãi đỗ xe, Soo-hyuk ngỏ ý muốn cõng Mi-mo về nhà. Nhưng Mi-mo lại từ chối. Vì vậy Soo-hyuk chỉ có thể bế cô theo kiểu công chúa lên trên nhà. Nào ngờ tất cả đều bị Hae-jun bắt gặp. Anh lập tức tức đến nỗi xanh người. Ngọn lửa ghen tuông trong lòng bắt đầu trỗi dậy. Chàng trai này vốn là một sinh viên đại học nhưng lại dẫn theo con lên giảng đường. Người khác đều trong độ tuổi tận hưởng thanh xuân tươi đẹp, còn anh thì chỉ có thể đút sữa cho con. Mà tất cả đều là tai nạn do khuôn mặt đẹp trai của anh mà ra. Vì vẻ ngoại đẹp trai nên vừa vào trường anh đã được nữ sinh theo đuổi. Không lâu sau anh đã có được một mối tình ngọt ngào. Thế nhưng không ngờ không lâu sau, họ lại lén ăn trái cấm. Tồi tệ hơn nữa là nữ sinh vì khó sinh nên đã qua đời. Anh trai của cô ấy vì em gái mà đã đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Soo-hyuk. Còn nói là nếu không tại vì qua lại với anh thì em gái anh ta đã không phải mất trẻ như vậy. Anh cảnh cáo Soo-hyuk sau này đừng qua lại với cô gái nào nữa, vì chỉ tổ hại chết người ta mà thôi. Từ đó về sau, cuộc sống của Soo-hyuk gần như thay đổi hoàn toàn. Anh bắt đầu mất dần ý chí và dũng khí để sống tiếp. Bạn thân Hae-jun của anh cũng nhận ra điều đó, nên đã khuyên anh nếu không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho đứa bé. Dưới sự động viên của Hae-jun, Soo-hyuk cuối cùng cũng có hy vọng trở lại. Thế nhưng anh không biết rằng, người bạn tốt trước mặt mình thật ra cũng đã yêu bạn gái anh sâu đậm. Nhưng để tác hợp cho hai người, anh chỉ có thể chọn cách từ bỏ. Bởi vì có một số tình yêu người ta sẽ chọn cách buông tay để người mình yêu hạnh phúc. Thế nhưng không ngờ rằng, nhiều năm sau họ lại một lần nữa yêu cùng một cô gái. Thấy bạn gái bị anh em tốt của mình bế kiểu công chúa về nhà, Hae-jun vô cùng tức giận. Anh chỉ hận không thể chạy đến ba mặt một lời với Soo-hyuk. Nhưng cuối cùng anh vẫn chọn cách nhẫn nhịn. Soo-hyuk bế Mi-mo về nhà sau đó đặt cô lên sofa. Rồi anh lấy một chậu nước ra để cô ngâm chân. Mi-mo định từ chối nhưng Soo-hyuk quá kiên trì, nên cô chỉ có thể giao bàn chân đánh giá của mình cho anh. Thấy Soo-hyuk dịu dàng tình cảm như vậy, cô chợt nhớ đến nỗi khổ của anh khi phải làm bố đơn thân. Bản tính làm mẹ trong người cô đột nhiên trỗi dậy, khiến cô không nhịn đưa tay xoa đầu anh. Hành động này của cô đã khiến Soo-hyuk tháo bỏ hết phòng bị. Nhưng Soo-hyuk vẫn rất lý trí. Anh tóm lấy tay cô đẩy ra và nói cô đừng đưa tay ra với mình.
vì nếu làm vậy anh sẽ không nhịn được mà muốn nắm lấy. Mimo nghe xong liền lập tức rung động, nhưng cô biết mình không được như thế. Vì vậy nhân lúc Minho về nhà, cô đã vội vã rời đi. Bên này, đồng nghiệp của Su Hyuk đã vô tình phát hiện những tấm ảnh của Mimo trong máy anh. Lúc này cô mới nhận ra, hóa ra Su Hyuk vẫn luôn cố tình giúp đỡ để giúp Mimo che giấu chuyện tình tay ba với Minh Tinh. Thấy anh từ bỏ danh lợi lớn như vậy chỉ để giúp Mimo, cô liền lập tức nhận ra anh đã thích Mimo rồi. Vì Annie cũng thích Su Hyuk, nên để báo thù cô đã định công khai những tin xấu này. Su Hyuk sau khi biết được lập tức cãi nhau với cô một trận. Do Su Hyuk cản trở nên Annie cuối cùng cũng không công khai tin tức. Nhưng chuyện này đã giúp Su Hyuk hiểu rõ nỗi lòng mình. Và anh cũng muốn giành lấy quyền được theo đuổi cô. Vì vậy anh đã không màn tất cả đến tìm Hae-jun. Sau đó nói với Hae-jun rằng, Hae-jun à, xin lỗi cậu, đừng làm những chuyện có lỗi. Cậu, đừng chen vào giữa chúng tôi, xin lỗi, hình như tôi không chen vào thì không được. Người đàn ông này đã yêu thầm bạn gái của bạn tốt. Vì vậy anh bỏ mặc mọi thứ chạy đi tìm bạn mình và tuyên bố với bạn mình rằng anh sẽ theo đuổi đối phương. Thế nhưng bạn của anh lại chẳng hề hoảng loạn. Hae-jun lập tức đem tình nghĩa cao thượng suốt 9 năm ra lấy nó làm lý do. Bằng cách dùng đạo lý, anh đã từ từ đả kích người anh em của mình. Còn nói nếu anh làm vậy sẽ không những gây xích mích, mà còn khiến cả ba rơi vào một mối tình tay ba. Rồi cả ba người đều sẽ bị tổn thương. Và người anh thích cũng sẽ vì thế mà hận anh. Điều quan trọng nhất là anh còn đang phá vỡ sự phát triển hài hòa và ổn định của xã hội. Sau khi suy nghĩ kỹ những lời răn đe của Hae-jun, Su Hyuk lập tức nhận ra mình đã sai. Vì vậy anh chỉ có thể miễn cưỡng từ bỏ ý định. Vợ cũ của Hae-jun cũng đã chứng kiến mọi chuyện. Vốn dĩ nguyên tắc của cô là xem náo nhiệt chứ không thêm dầu vào lửa. Nhưng cô vẫn khuyên Su Hyuk vốn đã có ý định từ bỏ, bảo anh hãy thể hiện tâm ý của mình với Mimo. Vì như vậy mới biết được ai mới là người Mimo xem trọng hơn. Dưới sự động viên của cô, anh đã đến trước công ty mai mối của Mimo. Sau một hồi đấu tranh tâm lý, Su Hyuk vẫn quyết định vào trong. Trong lúc anh đang ngồi đợi thì nghe thấy người phụ nữ bên cạnh mình đang xả giận. Cô nói rằng đàn ông có con tồi tệ đến nhường nào. Rồi con nói đứa bé đó là trách nhiệm của cả người mà anh sẽ tái hôn. Liệu có cô gái nào sẽ đồng ý làm mẹ kế của đứa bé khác? Sau khi nghe cô gái đó nói, Su Hyuk càng nghĩ càng sợ hãi. Để tránh gây phiền phức cho Mimo và Hae-jun, Su Hun đã từ bỏ ý định tỏ tình. Sau đó anh thẳng thừng bỏ đi. Sau khi anh đi không lâu thì Mimo mới nghe kể anh vừa đi. Đối diện với hành động này của anh, Mimo cảm thấy hơi kỳ lạ. Vì vậy sau khi tan làm, cô đi tìm Su Hyuk và hỏi anh tại sao mới đến mà đã đi. Su Hyuk chỉ nói vì công ty tạm thời có việc. Lúc này Mimo mới nhớ đến chuyện anh từng tóm lấy tay cô. Vì vậy cô hỏi anh tại sao lại làm thế. Su Hyuk nghe xong liền hoảng hốt và giải thích rằng mình đã lâu rồi không được người phụ nữ nào sờ đầu. Cho nên phản ứng mới hơi quá khích và bảo Mimo đừng quá để ý. Mimo nghe xong không biết nên nói gì. Trong lúc không khí có hơi ngượng ngùng, Mimo lấy sổ tiết kiệm của Minho ra đưa cho anh và kể chuyện Minho đi tìm mình cho Su Hyuk nghe. Sau đó cô còn khuyên anh đừng từ bỏ việc theo đuổi một cuộc sống hạnh phúc. Vì chỉ khi mình hạnh phúc thì người bên cạnh mình mới vui vẻ được. Và lại cô còn nói tất cả đều là vì Minho. Su Hyuk nghe xong đáy lòng chợt phức tạp. Sau khi về nhà, nhìn con trai đang ngủ say và cuốn sổ tiết kiệm trong tay, Su Hyuk không khỏi rơi nước mắt. Để không phụ kỳ vọng của con trai, hôm sau Su Hyuk đi tìm Mimo và nhờ cô giúp mình tìm một đối tượng phù hợp. Bên này, kể từ sau khi Su Hyuk tuyên bố muốn theo đuổi Mimo trước mặt Hae-jun, Hae-jun càng lúc càng bất an. Thế nhưng điều khiến anh không chịu được chính là lúc Mimo hẹn hò với anh càng lúc càng nhắc đến Su Hyuk nhiều hơn. Hae-jun không muốn cô tiếp tục nói về Su Hyuk, nên đã trực tiếp áp môi mình lên đôi môi của cô. Anh muốn trong lòng cô chỉ có mỗi mình thôi, không nhắc đến Su Hyuk nữa. Thấy Hae-jun thâm tình như vậy, Mimo cũng chỉ có thể đồng ý. Thế nhưng hôm sau trong lúc dùng bữa, vì phải giúp Su Hyuk tìm đối tượng nên cô lại một lần nữa nhắc tới anh. Cô mong Hae-jun có thể cho mình chút tình báo, nhưng không ngờ cuối cùng Hae-jun lại phát tiết. Anh tức giận bảo cô đừng nhắc tới Su Hyuk nữa. Lúc này Mimo mới biết, hóa ra nụ hôn mà cô nghĩ là lãng mạn trước đây thật ra chỉ là để cô im miệng. Mimo sau khi biết chuyện liền vô cùng tức giận. Vì vậy cô cãi nhau một trận với Hae-jun. Cuối cùng hai người bất mãn tạm biệt nhau. Thế nhưng không ai có thể ngờ rằng, hai người vừa cãi nhau không lâu, Mimo vốn định tìm Hae-jun để nói chuyện đàng hoàng, thì tình cờ thấy anh đang thân mật thổi cắt trong mắt vợ cũ. Mimo lập tức mất bình tĩnh. Vừa mới cãi nhau với bạn trai xong, cô gái định đi tìm anh để giải hòa. Kết quả bất ngờ thấy anh đang thân mật thổi bụi giúp vợ cũ. Cô vợ cũ cũng tỏ tình với anh mong họ có thể tái hợp. Chứng kiến cảnh tượng này, Mimo giận đến tái mặt. Hae-jun cũng nhanh chóng phát hiện ra Mimo. Giây phút bốn mắt nhìn nhau, hai người đều không biết nói gì. Sau chuyện đó, Mimo chất vấn Hae-jun tại sao lại thân mật với vợ cũ. Hae-jun giải thích rằng anh chỉ đang giúp vợ cũ thổi bụi trong mắt ra mà thôi, chứ thật ra họ không xảy ra chuyện gì cả. Thế nhưng Mimo lại cho rằng hai người đã yêu nhau rồi, Hae-jun lẽ ra nên học cách từ chối mới phải. Nhưng Hae-jun lại cảm thấy cô chỉ đang quá nhạy cảm mà thôi. Han Mimo cho rằng họ là tình cũ không rủ cũng tới. Hae-jun tức giận chất vấn ngược lại cô. Họ thật sự đã thân mật đến mức đó hay sao?
thậm chí anh còn thấy hai người chưa đến bước đó nữa. Nói rồi anh tức giận bỏ đi, để lại một mình Mimo đang vô cùng uất ức. Lúc định rời đi, cô rất hy vọng Haejun sẽ xuất hiện để làm hòa. Nhưng cuối cùng cô cũng chỉ có thể một mình lưu lạc khắp nơi. Sau đó Mimo một mình đến quán rượu giải sầu, nhớ lại lịch sử tình trường thất bại của mình. Giờ ngay cả rượu ủ 82 năm cũng không thể khiến tâm trạng cô khá hơn. Cũng vào lúc này, Haejun sau khi quay về bệnh viện thì thấy vợ cũ đợi sẵn và chào hỏi mình. Haejun tức giận mắng cô một trận và bảo cô cách xa mình một chút. Bên này, Su Hyuk dưới sự sắp đặt của Mimo đã chính thức đi xem mắt. Vì khuôn mặt đẹp trai xuất chúng của anh nên con đường xem mắt diễn ra khá suôn sẻ. Nhưng lúc này, Ani thích anh ở bên cạnh lại cố tình châm chọc, khiến cho đối tượng xem mắt tức giận bỏ đi. Su Hyuk vốn định nổi giận nhưng không ngờ Ani lại hỏi anh, tại sao anh thà đi tìm một cô gái đã ly hôn chứ không chọn cô. Su Hyuk bất lực chỉ có thể thành thật nói mình không có tình cảm với cô. Mặc dù họ đã quen biết nhau mười mấy năm nhưng Su Hyuk chưa từng rung động với cô, cho nên anh mong cô đừng tiếp tục trông chờ ở mình. Ani nghe xong liền vô cùng đau lòng, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể bất lực chấp nhận. Sau đó Su Hyuk về nhà, đột nhiên anh phát hiện Mimo đã say khướt ngồi trên hành lang. Vì vậy anh định dẫn cô vào phòng, nhưng Mimo không những không chịu đọc mật mã mở cửa mà còn nôn một trận. Song Su Hyuk há hốc mồm kinh ngạc. Nhân viên tạp vụ đi tuần sang nhìn thấy một bãi nôn la liệt trên sàn, anh ta sợ đến nỗi muốn bay cả hàng họ ra ngoài. Cuối cùng nhân viên đó vẫn quyến luyến không rời và ở lại giám sát anh. Su Hyuk chỉ có thể trang bị kỹ càng đi dọn tàn của cô để lại. Nhân viên tạp vụ hiếu kỳ hỏi anh định xử lý thế nào. Su Hyuk trả lời rằng anh chuẩn bị đem về làm bữa khuya. Nhân viên tạp vụ nghe xong suýt chút nữa đã nôn thêm hai bãi. Sau khi dọn dẹp bãi uế do cô để lại, Su Hyuk liền quay về phòng. Không ngờ anh lại thấy Mimo đã thay đổi từ khi nào. Su Hyuk thấy vậy liền sửng sốt không thôi. Nhưng anh đã có nghĩa vụ và trọng trách cao cả suốt 9 năm với bạn thân, cho nên anh không nói gì mà chỉ giúp cô đắp chăn. Mãi cho đến hôm sau, Mimo bị điện thoại đánh thức. Cô mơ màng nhận điện thoại. Sau khi nghe kỹ cô mới biết Haejun đến tìm mình. Nhưng lúc này cô mới phát hiện mình đang ở trong nhà của Su Hyuk. Đối diện với tiếng gõ cửa rồn rã của Haejun và mình hiện chỉ đang mặc bộ đồ ngủ phong phanh. Mimo lập tức hốt hoảng, sợ bạn trai sẽ hiểu lầm. Mimo lập tức trong cái khó lo cái khôn hỏi anh, hôm qua họ vừa cãi nhau, bây giờ anh tới tìm cô làm gì? Haejun nghe xong lập tức trả lời, vì hôm qua cãi nhau nên bây giờ anh mới đến để xin tha thứ. Nghe Haejun nói vậy cô không tài nào kháng cự nổi, anh phải thành khẩn đến tìm cô 3 lần thì cô mới tha thứ cho anh. Sau khi Haejun đi rồi, Mimo mới phát hiện mình mặc đồ ngủ rất phong phanh. Cô lập tức hét lớn lên, mà tiếng kêu của cô cũng đánh thức Song Su Hyuk. Khi Song Su Hyuk đến phòng khách, Han Mimo cũng chuẩn bị rời đi. Sau khi nhìn thấy Su Hyuk, Mimo lập tức hỏi sao mình lại ở nhà anh. Su Hyuk liền đem chuyện nôn hôm qua nói lại cho Mimo. Nhưng Mimo lại nói đưa mình về nhà là được rồi, sao lại cởi quần áo của cô ra. Su Hyuk càng tức giận, nói bản thân không hề làm như vậy, là do Mimo tự cởi. Và nói trong nhà mình còn có một đứa trẻ con, hy vọng Mimo giữ chừng mực một chút. Khi nghe xong, Mimo xấu hổ rời đi. Sau đó, cô cùng bạn bè tụ tập, nhưng bạn của cô vẻ mặt đều rất cau có. Ai Gian thấy mọi người đều không vui, vì thế cô liền nói về 6 bạn gái cũ của chồng cô. Không lâu trước đã làm loạn một trận ở lễ tân hôn của họ, cô còn không thể nào. Mọi người như vậy đã làm gì? Đông Mi kể khổ nói, mình không chỉ bị đàn ông lừa tiền lừa sắc, hơn nữa lại còn là người đã có gia đình. Còn Han Mimo cũng nói rằng bạn trai của mình đang qua lại với vợ cũ. Khi mọi người đều cảm thấy bản thân rất khổ sở, không ngờ Da Jung lại nói mình bị ung thư vú. Nghe xong mọi người lập tức trầm lặng, nhưng Da Jung bảo mọi người đừng an ủi mình, vì cô ấy chỉ muốn nghe những lời khích lệ tích cực. Hội bạn thân nghe xong cũng không nói thêm gì nữa. Nhưng tối hôm đó, mấy người bạn thân đã đến nhà của Da Jung. Mọi người tiếp tục uống rượu cười nói vui vẻ và khích lệ Da Jung dũng cảm đối mặt. Và cảnh này có thể là tình chị em chân thành nhất. Sau đó, Da Jung đã làm phẫu thuật, hội bạn thân cũng ở bên cạnh cô. Và cuộc phẫu thuật rất thuận lợi. Trải qua cuộc phẫu thuật này, mối quan hệ căng thẳng của Da Jung và chồng cũng được xoa dịu. Không lâu sau đó, cũng đến ngày hội đoàn tụ tiểu học của Mimo và Su Hyuk. Là một công dân tốt với tình cảm cao thượng nhiều năm, vì thế Su Hyuk đề nghị hai người cùng đi. Không lâu sau hai người đã đến trường học, mà chủ yếu hoạt động hội học sinh lần này chính là mở chiếc hộp con nhộng năm đó và đưa đồ bên trong tặng cho các bạn nhỏ ở trường. Khi đến lượt Su Hyun tặng đồ năm đó mình cất giữ cho bạn nhỏ, thì anh có chút do dự, vì đồ bên trong chính là quà tặng cho Mimo. Vì thế anh nói dối đồ bên trong là mặt hàng hạn chế, không hợp tặng các bạn nhỏ. Sau khi đồng ý giúp cậu bé mua máy chơi game đời mới đắt đỏ, anh coi như đã giữ lại được món quà. Đến buổi tối, vì tuyết rơi nhiều đường về bị chặn, hai người đành phải ở lại trường dưới sự sắp xếp của cô giáo. Vì thế hai người quyết định ở lại một đêm rồi đi. Nhưng khiến họ không ngờ đến là hai người được sắp xếp ở cùng một phòng. Han Mimo lập tức trách móc trường học sao lại làm ra hành động nam nữ ở chung bất lịch sự như vậy. Còn Su Hyuk cho rằng bản thân thuần khiết, lương thiện, không cảm thấy như này có thì không thích hợp. Nhưng Han Mimo nghe xong lại hỏi anh, nếu thực sự thuần khiết như vậy,
thì tại sao lúc 10 tuổi lại xem thứ không dành cho người dưới 18 tuổi? Sau khi đi vệ sinh xong, nhìn trường học mười mấy năm không đến, cô đột nhiên muốn đi tham quan một chút. Sau đó cô đi đến phòng thí nghiệm khoa học. Khi cô đang xem hăng say thì đèn đột nhiên tắt vụt. Cô tưởng rằng là Song Su Hyuk giở trò, nhưng gọi một hồi không có ai trả lời. Cô lập tức hoảng hốt. Còn Song Su Hyuk bên này thì phát hiện mất điện rồi. Khi anh đang thắc mắc là chuyện gì thì đột nhiên nghe thấy tiếng hét của Mimo. Vì thế anh lập tức chạy theo tiếng phát ra. Lúc này anh mới phát hiện Mimo bị dọa ngất dưới đất. Sau đó, Su Hyuk đưa Mimo về phòng và gọi bác sĩ đến. Nhưng sau khi bác sĩ kiểm tra xong lại nói Mimo không sao, bảo cô ấy uống nhiều nước ấm. Song Su Hyuk không hiểu là ý gì, vì thế chỉ đành đưa bác sĩ đi. Sau đó, Su Hyuk ngồi bên cạnh Mimo, nhìn Han Mimo đang ngủ say. Ký ức hồi nhỏ ùa về trong tâm trí anh. 24 năm trước, Song Su Hyuk và Han Mimo diễn Romeo và Juliet. Nhưng trước khi lên diễn, có một cô bé vì không muốn để Song Su Hyuk hôn Mimo, nên đã cho anh ăn táo bọc thuốc sổ, khiến cho Su Hyuk ở thời khắc mấu chốt chưa hôn Mimo đã chạy xuống sân khấu. Còn Mimo cũng trở thành trò cười của toàn trường từ đó. Sau sự việc đó, Su Hyuk luôn muốn xin lỗi với Mimo, nhưng lại luôn không tìm được cơ hội thích hợp. Vào một tình huống ngẫu nhiên, Su Hyuk biết được Mimo thích một hộp trang sức đồ chơi trong cửa hàng tiện lợi và sau định dùng hộp trang sức này tặng cho cô làm vật định ước mối tình đầu. Song Su Hyuk định mua hộp trang sức, nhưng lại được cho hai cái hộp không dùng để bán, chỉ có thể dùng 100 xu trò chơi đến đổi. Vì thế từ hôm đó Su Hyuk bắt đầu một trận chiến kéo dài. Cuối cùng thông qua nỗ lực chăm chỉ, anh cũng có được 100 xu trò chơi. Khi anh đưa xu trò chơi ra trước mặt bà chủ sốc đến mức suýt ngất tại chỗ. Nhưng sau khi anh lấy được chiếc hộp, lại vì chuyển nhà đi Mỹ nên không thể tặng được. Vì thế anh chỉ có thể để chiếc hộp vào trong con nhộng thời gian. Đối mặt với quá khứ này, Su Hyuk cảm thấy rất tiếc nuối. Vì thế nhân lúc Mimo ngủ, Su Hyuk đem chuyện hồi nhỏ yêu thầm Mimo nói ra. Rồi lại xúc động, ông trời sắp xếp cho họ trùng phùng. Là một chuyện rất hạnh phúc. Nhưng khi anh lần nữa yêu Han Mimo, Mimo lại trở thành bạn gái của anh em tốt. Su Hyuk cảm thấy vô cùng đau lòng vì điều này. Sau khi bộc bạch kết thúc, Su Hyuk rời khỏi căn phòng. Sau đó anh đem nhẫn kết hôn giả của họ bỏ vào trong hộp nữ trang để kỷ niệm duyên phận đã mất của họ. Nhưng anh không biết là lúc nãy bác sĩ thực ra đang khéo léo nói cho anh Mimo chỉ đang giả ngủ. Tất cả lời bộc bạch của anh, Mimo đều nghe thấy hết. Và sau khi nghe xong, Mimo lập tức thấy mơ hồ. Nhưng cô lại giả vờ không nghe thấy, định đem bí mật này chôn sâu trong tim. Bên khác, sau khi biết Mimo và Su Hyuk cùng bị kẹt lại ở trường, Haejun lo lắng không yên. Để tránh cho bản thân bị úp đống sừng, anh vội lái xe đến trường ngay trong đêm. Đợi đến hôm sau, khi hai người chuẩn bị rời đi, Haejun cũng vừa hay đến nơi. Vì thế, Mimo rời khỏi Song Su Hyuk, rồi cùng Haejun về nhà. Đợi sau khi về đến nhà, Haejun hỏi Mimo, nói anh nhìn thấy Mimo và Su Hyuk ở riêng cùng nhau rất nhiều lần rồi. Mimo biết rõ sau khi thấy bản thân rất không vui, nhưng tại sao Mimo lại không giữ khoảng cách với Su Hyuk? Nghe xong, Mimo cảm thấy rất tủi thân, liền hỏi lại Haejun, nói Su Hyuk là bạn tốt của Haejun, cũng là hàng xóm đối diện với bạn tiểu học của cô. Cô căn bản không biết như nào mới tính là giữ khoảng cách. Nghe vậy, Haejun càng tức giận, liền nói nếu Mimo cứ tiếp tục như vậy, bản thân sẽ rất khó mở lòng với Mimo, vì anh sợ tổn thương. Nhưng Mimo nghe vậy rất đau lòng, nói mình với Haejun không giống nhau. Cô luôn mở lòng với Haejun, nhưng Haejun lại hỏi cô, trong lòng cô có phải chỉ có mình anh không? Lúc này, Han Mimo trầm lặng. Cuộc nói chuyện này cũng khiến quan hệ của hai người trở nên lạnh nhạt. Mà cùng lúc đó Su Hyuk sau khi trở về nhà, phát hiện hộp đồ chơi trang sức không thấy đâu nữa. Khi anh đang tìm khắp nơi thì nhận được điện thoại của đồng nghiệp, thì biết được Ani chuẩn bị từ chức. Vì thế anh vội chạy đến công ty. Nhưng khi ở ngoài cửa thì lại gặp Haejun đang rời đi. Nên anh định giải thích với Haejun chuyện cùng Mimo trở về trường. Nhưng Haejun không hề muốn nghe. Sau đó, Su Hyuk đến công ty và an ủi Ani người đang muốn từ chức, để không khiến Su Hyuk tổn thương. Ani đem tin tức Mimo rơi vào tình tay ba của ngôi sao Sơn A xóa đi. Nhưng cô không ngờ rằng, sau khi cô rời đi, người phụ trách và đồng nghiệp bàn giao đã kéo lại ảnh chụp mà cô thu dọn ở trong thùng rác. Cũng lúc đó, vì để không quấy rầy Haejun và Mimo nữa, Su Hyuk đã tham gia hoạt động xem mắt. Anh tưởng rằng mình sẽ mở ra một thế giới mới từ nay, nhưng không ngờ bị một đám người phụ nữ hồi xuân hừng hực sờ mó. Sau sự tương tác thân mật này, nếu không có sức khỏe mạnh mẽ, cơ thể nhỏ của anh chút nữa không đứng vững rồi. Điều này khiến anh cảm thấy ấm ức. Khi anh đang định tìm Mimo tranh luận, lại gặp phải một tên cặn bã đang gây phiền phức cho công ty của Mimo. Vì thế anh quả quyết ra tay đuổi tên đó đi. Mà hành động ngầu đó khiến Mimo càng có thêm hào cảm với anh, đến mức mà Mimo luôn nghĩ đến anh. Điều này khiến Mimo bồn chồn lo sợ. Để bản thân không nghĩ lung tung, Mimo lấy hết khung ảnh trong nhà đều cho ảnh Haejun vào. Khi cô nằm trong đống ảnh của Haejun, cô mới cảm thấy một chút an tâm. Đúng lúc này, cô biết được Haejun bị bệnh.
Vì thế Mimo đã vội đến nhà Haejun và chăm sóc cho anh. Trong lúc nấu cháo cho Haejun, Mimo không cẩn thận cắt vào tay, nhưng cô không chút phàn nàn. Hơn nữa, vừa sáng hôm sau cô đã đem bữa sáng đến nhà Haejun, chuẩn bị bồi bổ năng lượng cho Haejun. Nhưng cô không ngờ Haejun khỏi bệnh và đi làm rồi, cũng không gọi điện nói với cô một tiếng. Như vậy khiến trong lòng cô có một cảm giác thất vọng. Mà trên đường quay về, cô càng nhớ lại mỗi lần hẹn hò, chân bị đau do cọ vào gót giày. Nhưng Haejun lại không để ý đến. Cô càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu. Sau đó cô trở về chung cư. Vừa hay lúc này cô gặp Su Hyuk. Hai người không nói gì nhiều, nhưng Su Hyuk rất nhanh đã để ý đến vết thương trên tay cô. Trước khi đi còn ân cần, bảo cô đeo đôi giày dễ chịu chút. Ngược lại, Han Mimo lập tức nhận ra mình với Haejun chỉ là tình yêu từ một phía. Không lâu sau, ngôi sao Sơn A và bạn trai cũ đều cáng của Mimo cãi nhau, dẫn đến Sơn A sinh non. Đồng thời ảnh Mimo và Sơn A tranh giật quyền vợ chồng cũng bị phơi bày. Quản lý công ty vì để che đậy sự thật Sơn A cướp bạn trai của Mimo, nên đã vu hại Mimo thành người thứ ba. Han Mimo lập tức bị đứng mũi chịu sào. Fan của Sơn A lập tức tấn công Han Mimo. Nhưng vào lúc này Song Su Hyuk chặn tất cả các tấn công, bảo vệ Han Mimo an toàn dưới lòng ngực ấm áp của mình. Mặc kệ fan não tàn này ném trứng sống hay là ném nước mới uống xong vào người anh vẫn cứ đứng yên dưới sự bảo vệ của Su Hyuk. Mimo suôn sẻ trốn được sự bao vây tấn công của fan não tàn. Sau đó, Su Hyuk đưa Mimo về nhà để không khiến dư luận độc ác làm tổn thương đến Mimo. Song Su Hyuk không những rút dây tín hiệu TV, còn tắt điện thoại của Mimo đi và bảo cô nghỉ ngơi một ngày. Sau đó, cái gì cũng không cần nghe, không cần xem. Dưới sự an ủi của anh, Han Mimo cũng bình tĩnh sau cú sốc. Ngay sau đó, Su Hyuk đến công ty, tức giận hỏi đồng nghiệp tại sao đem ảnh mình chụp công bố ra bên ngoài. Thấy Su Hyuk càng nói càng kích động, giám đốc đích thân đứng ra nói là mình bảo làm như vậy. Nhưng anh không ngờ là, sau khi biết vậy, Su Hyuk càng gắt gỏng, không những đem người thân trong nhà của anh ta chào hỏi một lần, còn đập vỡ một thùng rác vô tội. Rồi anh tức giận đưa ra lời từ chức, sau đó phất áo bỏ đi. Hành động này khiến giám đốc sợ thụt hết cả hàng họ vào. Nhưng bên khác, Haejun cũng nhìn thấy hot search Mimo bị vu hại. Anh lập tức chạy đến nhà của Mimo, dành cho Mimo một cái ôm ấm áp. Sau đó anh đưa Mimo đến một ngôi chùa, cảm nhận phong cảnh thiên nhiên để xoa dịu tâm trạng. Khi họ đang thư giãn với thiên nhiên, thì Su Hyuk bắt đầu sắp xếp tài liệu, chuẩn bị lật ngược tình thế cho Mimo. Tuy nhiên, còn chưa đợi anh viết xong bài làm rõ, Mimo lại gặp một mối nguy lớn hơn. Công ty của cô giúp một bà cô có tiền tìm đối tượng, nhưng khi hai người hẹn xong thì lại biến mất tăm mất tích. Con trai của bà có tiền đó đã tố cáo họ với cảnh sát, nói công ty cô dính líu với lừa gạt. Han Mimo vốn không tin, nhưng cảnh sát lại nói với cô, toàn bộ thông tin của đối tượng giới thiệu cho bà có tiền đó đều là giả tạo. Hơn nữa người này còn gửi một khoản tiền lớn cho công ty của Mimo. Mấy người Han Mimo dài miệng cũng không nói rõ được. Đợi khi họ quay trở lại công ty lại gặp phải phiền phức lớn hơn. Lại có vợ của hội viên lấy tiền bỏ chạy, hai vụ bê bối lừa gạt. Rất nhiều hội viên chạy đến công ty làm loạn, đối mắt hết chuyện này đến chuyện khác. Mimo thể xác và tinh thần mệt mỏi, không biết giải quyết như thế nào. Mà tất cả những việc này Su Hyuk đều nhìn thấy. Anh lập tức nhờ đồng nghiệp tìm tung tích của bà đại gia đó. Sau đó lại đem tin tức giúp Mimo lật ngược tình thế cho giám đốc, bảo giám đốc công bố khắp nơi, nếu không anh sẽ thực sự từ chức. Sau đó, anh lại đến bên cạnh Mimo, không ngừng cổ vũ, khích lệ cô, bảo cô đừng lo lắng và nói mình sẽ luôn ở bên cạnh cô. Nhưng Mimo lúc này đã chịu rất nhiều đả kích, cơ thể của cô ấy không chống đỡ được nữa. Cô vừa về đến nhà liền bị ngất. May lúc này, Su Hyuk vừa hay đến tìm cô nói về chuyện tin đồn. Sau khi thấy tình hình không đúng, Su Hyuk lập tức gọi bảo vệ mở cửa. Thấy Mimo ngất dưới đất, Su Hyuk rất hoảng hốt. Anh vội đưa cô đến bệnh viện. Nhìn thấy các bác sĩ cuống cuồng điều trị cho Mimo, Su Hyuk vô cùng lo lắng. Và Haejun rất nhanh cũng phát hiện Su Hyuk đưa Mimo đến bệnh viện để giành giật quyền vợ chồng khan hiếm. Haejun lập tức đi lên ngăn Su Hyuk và nói bản thân sẽ chăm sóc Mimo, bảo Su Hyuk mau chóng về nhà. Nhưng không ngờ Su Hyuk lại nói, chúng ta để sau rồi cãi nhau. Bây giờ tôi chỉ quan tâm đến người phụ nữ này. Haejun chóng váng sau khi nghe vậy. Đối diện với hành động ép buộc cắm sừng trên đầu mình, anh không nói nên lời, chỉ đành mặc ý để Su Hyuk ở bên cạnh Mimo. Không lâu sau đó Mimo cuối cùng cũng trở lại bình thường. Lúc này, cảm xúc của Su Hyuk cũng không kích động như nãy nữa. Vì thế anh liền xin lỗi với Haejun, nói lúc nãy mình không nên kích động như vậy và nhờ Haejun chăm sóc Mimo, bản thân trở về trước. Nhưng Haejun lại không vui sau khi nghe vậy. Rõ ràng mình mới là bạn trai chính cống, bây giờ nghe ra bản thân cần phải nhận được ủy quyền của người khác mới thực hiện được. Nhưng Su Hyuk không hề để tâm đến cảm nhận của anh, nói xong liền rời đi. Sau đó anh vội đến sân bay, chuẩn bị sang Hồng Kông tìm tung tích của bà đại gia. Cùng lúc đó, tin tức mà Su Hyuk viết giúp Mimo lấy lại trong sạch cũng được đăng lên. Trong một khoảng thời gian, những anh hùng bàn phím không biết liêm sỉ lập tức có tình cảm cao thượng. Họ lại hoàn toàn quay qua mắng bạn trai cũ của Mimo và ngôi sao Sơn A.
thấy bản thân cuối cùng cũng rửa được oan ức. Mimo khóc vì sung sướng. Sau đó không lâu, bà đại gia trước đó biến mất cũng trở về nước rồi. Đối diện với câu hỏi của Mimo, bà ta nói ra nguyên nhân mất tích của mình. Thì ra dưới sự giới thiệu của Mimo, bà quen được ông lão đẹp trai bây giờ, nhưng ông đó bị phá sản. Con trai của bà lại cho rằng ông ta có ý đồ với gia sản của bà, vì vậy luôn ra mặt phá rối. Nhưng phú bà kiên định cho rằng ông ấy với bà là thật lòng, cho nên đã bảo ông ấy làm giả một vài thông tin, muốn thông qua phương thức như vậy khiến con trai bà không can thiệp vào tình yêu ngọt ngào của mình nữa. Nhưng không ngờ lại gây ra phiền phức lớn như vậy cho Mimo. Nếu không phải Su Hyuk tận tình khuyên nhủ họ, có khi đến bây giờ họ cũng không biết. Vì vậy lần này họ quay về là để giúp Mimo rửa sạch khống cáo lừa đảo. Khi biết Su Hyuk âm thầm làm những việc này cho mình, Mimo lại rung động. Nhưng cùng lúc này Su Hyuk lại rơi vào trong một phiền phức lớn. Do tin tức làm rõ anh viết vụ bê bối của Sơn A bị đẩy lên đầu, fan não tàn của cô cảm thấy là Su Hyuk cố ý bôi đen idol của mình. Vì vậy, ngày ngày đều đến trước công ty của Su Hyuk. Hơn nữa, giám đốc công ty quản lý của Sơn cũng không tha cho Su Hyuk, ngày nào cũng chạy đến công ty làm loạn. Hơn nữa còn dọa kiện Su Hyuk tội phỉ báng, bảo Su Hyuk bồi thường tất cả mất mát mà họ gánh chịu. Càng quá quắt hơn là, song Su Hyuk không thể xuất hiện ở nơi công cộng. Chỉ cần bị fan não tàn của Sơn A phát hiện, bọn họ sẽ ném trứng của gà mái tấn công Su Hyuk, hoàn toàn không quan tâm gà mái khổ như nào. Mà những cảnh này, Mimo đều nhìn thấy. Thấy Su Hyuk vì mình mà chịu đựng nhiều khổ cực như vậy, nhưng cô không biết là gì cả. Mimo cảm thấy rất đau lòng. Đến tối, hai người gặp nhau ở công viên trong khu chung cư. Nghĩ lại những thứ Su Hyuk làm cho mình, Mimo biết trong lòng mình đã hoàn toàn rung động rồi. Cô bắt đầu từng bước lại gần Su Hyuk. Nhưng vào khoảnh khắc then chốt này, tình cảm cao quý 9 năm nghĩa vụ bồi dưỡng ra lại ngăn cản cô. Cô chỉ có thể sợ hãi lùi về sau. Nhưng trái tim thích một người sao dễ dàng khống chế được, mà tất cả cũng bị Haejun nhìn thấy. Anh lập tức hoảng. Người phụ nữ này đã yêu bạn tốt của bạn trai. Lòng cô chợt dây dứt. Còn người bạn tốt không muốn làm khó cô, vì thế đã chọn đem tình cảm này kiềm chế lại. Sau đó quay người rời đi. Mà những cảnh này đều bị bạn trai của cô Haejun nhìn thấy. Lúc này, anh cảm thấy mình mới là người thứ ba. Anh căn bản không biết mình nên làm gì mới tốt. Anh chỉ có thể đến quán bar, dùng thứ nước vui vẻ từ năm 82 để làm bản thân quên đi nỗi sầu. Rồi sau đó anh lại lang thang vô định, đến dưới chung cư của Mimo. Anh muốn gọi cho Mimo, nhưng lại không có dũng khí. Mà bóng hình hiu quạnh của anh bị Su Hyuk trên tầng nhìn thấy. Vì thế Su Hyuk đến bên cạnh anh, thấy Su Hyuk còn dám đứng trước mặt mình. Năng lượng xanh của Haejun lập tức tàn đầy. Anh lập tức nắm vào cổ áo của Su Hyuk, hỏi Su Hyuk sao lại khiến mình trở thành người thứ ba đáng thương. Nhưng Su Hyuk nói anh cũng không thể chi phối nội tâm của mình. Anh cũng cảm thấy dằn vặt. Nghe xong Haejun vô cùng tức giận, anh liền đấm vào khuôn mặt đẹp trai của Su Hyuk. Sau đó tức giận chỉ vào Su Hyuk đang ngồi dưới đất, bảo Su Hyuk mau biến mất trước mắt anh. Cùng lúc đó, ngoài người anh em tốt Haejun ra, Su Hyuk cũng mất thiện cảm trước nhiều đồng nghiệp ở công ty. Vì anh ấy đắc tội đến công ty quản lý lớn nhất Hàn Quốc, dẫn đến rất nhiều đồng nghiệp phải chịu cản trở lớn trong công việc. Vì thế họ đam tất cả những bất mãn trút lên người Su Hyuk. Điều này cũng khiến Su Hyuk mất đi lòng tin với công việc nhà báo yêu thích của mình, dẫn đến có ý định từ bỏ công việc nhà báo. Nhưng bên khác, tình cảm của Haejun và Mimo trở nên lạnh nhạt. Khi hai người hẹn hò, hoàn toàn không cảm thấy vui, khiến Haejun càng ngày càng bất an. Vì thế để lấy lại trái tim của Mimo, Haejun hẹn Han Mimo đến quán ăn 5 sao chấn động thế giới. Sau đó đến ốc xào vẫn chưa lên đã để nhẫn cưới trên bàn, rồi bảo Mimo mở ra xem. Đối mặt với cảnh bất ngờ này, còn chưa ăn được ốc xào, Han Mimo đã hoảng rồi. Vì cô đã đem trái tim mình cho Su Hyuk, cô chỉ đành không ngừng xin lỗi Haejun. Sau đó từ chối anh, cô vốn muốn trực tiếp thành thật với Haejun. Nhưng Haejun lại không để cô nói tiếp. Sau đó, Haejun buồn rầu rời đi. Han Mimo một mình quay trở về nhà. Khi cô quay về đến dưới lầu chung cư, một ông chú muốn chơi trò chơi nhỏ với cô. Sau khi thấy, Su Hyuk lập tức đuổi ông chú đó đi. Anh vốn định an ủi Han Mimo. Không ngờ khi thấy anh, tâm trạng của Mimo lại kích động. Đau lòng nói to hỏi anh, tại sao lại luôn can thiệp vào cuộc sống của cô? Tại sao luôn không ngừng xuất hiện, khiến trái tim mình không thể bình tĩnh? Thấy Mimo vì bản thân mà sống đau khổ như vậy, cộng thêm nghĩ đến bản thân cũng làm tổn thương Haejun, cho nên Su Hyuk đã đưa ra một quyết định. Anh định đưa con trai chuyển đến Mỹ, ở cùng với bố mẹ của anh. Cùng lúc đó, dưới sự khuyên nhủ của bạn thân, Mimo quyết định thẳng thắn nói ra lòng mình cho Haejun. Nhưng Haejun lại cố ý tránh cô. Vì thế cô chỉ đánh đến bệnh viện chỗ Haejun làm, ép lấy số để gặp Haejun. Thấy Mimo quyết tâm như vậy, Haejun chỉ đành đề nghị chia tay trước. Đối diện với cảnh tượng này, Han Mimo cảm thấy rất có lỗi Haejun. Sau khi nói xin lỗi với Haejun, Han Mimo trả lại nhẫn cưới cho Haejun. Đến bước này, mối tình của cả hai cũng đã đi đến hồi kết. Sau khi chia tay Haejun, Han Mimo lại quay lại cuộc sống bình yên. Nhưng vào lúc này cô lại được cho biết Su Hyuk đã từ chức khỏi tòa báo chí. Cô lập tức chạy về nhà.
nhưng phát hiện Su Hyuk không còn ở đây nữa. Vì thế Mimo chỉ có thể mỗi ngày đều đi ấn chuông cửa nhà Su Hyuk, chờ đợi Su Hyuk xuất hiện. Nhưng họ lần nữa gặp mặt đã rất lâu sau đó rồi. Người phụ nữ đang đợi thang máy. Không ngờ khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, cô lại nhìn thấy người trong lòng đã lâu không gặp, nhưng ngày đêm thương nhớ. Cô lập tức hoảng loạn, không cẩn thận chút nữa bị ngã. Nhưng người đàn ông nhanh tay nhanh mắt đã đỡ được cô và tạo ra một pose, hình thành một tư thế lãng mạn đối diện với sự trùng phùng của hai người. Trong lòng cả hai đều rất kích động, nhưng họ lại đều kìm nén tình cảm trong lòng xuống, vì cả hai đều không biết đối phương còn có thể chấp nhận mình không. Trong sự do dự như vậy, cả hai lần nữa rơi vào trạng thái bối rối. Mà từ sau khi Su Jun quay lại, Han Mimo luôn trong trạng thái hồn vía lên mây, ngay cả lúc làm việc cũng không tập trung. Da Jung rất nhanh đã phát hiện vấn đề này, vì thế khuyên cô can đảm nói ra suy nghĩ của mình với Su Hyuk. Nhưng Mimo cảm thấy trước kia từng bảo Su Hyuk biến mất trước mắt mình, bây giờ làm sao mở miệng bảo người ta quay lại. Cô chỉ đành uống rượu tiếp tục đau khổ. Nhưng lúc này Su Hyuk tìm đến Hae Jun, cảm ơn Hae Jun đã gọi mình quay lại. Thì ra sau khi Su Hyuk chuyển đến Mỹ, Hae Jun và Mimo chia tay rồi. Từ đó về sau, Hae Jun sống rất đau khổ. Anh vốn muốn quay lại với Han Mimo, nhưng lại nhìn thấy Mimo liên tục nhớ về Su Hyuk. Để không khiến Mimo tiếp tục đau khổ nữa, anh liền đưa ra một quyết định. Anh tha thứ cho Su Hyuk và gọi điện bảo Su Hyuk quay về. Bây giờ hai người lại gặp mặt, Su Hyuk cảm thấy rất có lỗi với người anh em, mà Hae Jun cũng rất oán trách Su Hyuk. Vì để chút ra ưu tư trong lòng, Hae Jun liền đưa Su Hyuk đến khu vui chơi của trẻ em của bệnh viện. Sau đó hai người vui vẻ chơi trò đối kháng. Sau một trận chiến đấu, một đám trẻ con cầm súng nước tham gia vào cuộc chơi. Hai anh em tốt lập tức bỏ qua thành kiến, che chở cho đối phương. Sau một sự tương tác hài hòa vui vẻ, Hae Jun và Su Hyuk cũng hòa giải. Trước tình anh em chân thành như vậy, không chỉ Han Mimo vui mừng, tin rằng đến cả mọi người khi xem xong cũng thấy cảm động rơi nước mắt. Không lâu sau đó, Su Hyuk và Hyun Ki, đồng nghiệp trước kia cùng uống rượu hàn huyên, nhưng không cẩn thận nên uống say rồi. Vì thế Hyun Ki phải cõng Su Hyuk về chung cư, mà vừa hay Mimo nhìn thấy. Mimo vốn định đến chào hỏi, nhưng bị bảo vệ gọi lại và hỏi cô có quen biết Hyun Ki không. Khi nghe xong, Han Mimo cảm thấy không thể nói rõ được. Bảo vệ liền giải thích nói, anh phát hiện Hyun Ki luôn theo dõi Han Mimo. Nghe xong, Mimo càng ngơ ngác. Vì thế kiền hỏi Hyun Ki chuyện này là sao. Sau khi Hyun Ki giải thích, Mimo mới hiểu. Thì ra Su Hyuk mặc dù đi Mỹ, nhưng vẫn luôn lo lắng cho an nguy của Mimo. Vì vậy luôn nhờ Hyun Ki thầm bảo vệ Mimo. Sau khi biết Su Hyuk luôn bảo vệ phía sau mình, Mimo lại rung động. Cô quyết định không chạy trốn nữa. Cô can đảm nói ra tình cảm trong lòng mình với Su Hyuk và hy vọng Su Hyuk có thể chạy về phía mình. Còn Su Hyuk khi nghe xong cũng không kiềm chế, lập tức chạy về phía cô. Sau đó hai người dành cho nhau một nụ hôn say đắm. Cứ như vậy, họ cũng bắt đầu chính thức hẹn hò. Sau đó, bắt đầu một cuộc sống tình yêu không biết xấu hổ. Nhưng khiến Mimo không ngờ là khó khăn giữa họ chỉ mới bắt đầu. Còn chưa đợi Mimo chuẩn bị, thanh mai trúc mã của Su Hyuk, Su Eun đã xen vào giữa hai người. Hai người phụ nữ bắt đầu cạnh tranh, chiến đấu giành chính chủ cũng bắt đầu từ đây. Hai người phụ nữ này vì tranh giành người đàn ông nên đã mở ra một cuộc thi nấu ăn. Với một tiếng còi, hai người bắt đầu bắt tay vào làm. Rồng bay phượng múa trên thớt, cả hai hít một hơi thật sâu. Ai cũng không chịu nhịn ai, họ phải lấy lòng được đối tượng, chính là người đàn ông đẹp trai này, để con trai của anh chấp nhận mình. Hai người phụ nữ đã sử dụng tất cả kỹ năng, mùi thuốc súng nồng nặc cũng khiến hai cha con choáng váng. Mà lần này họ đều chọn làm cùng một món, đều là bò xào ớt chuông. Rất nhanh sau, hai người đem món ăn dọn ra trước mặt hai bố con. Min Hu ăn món Mimo làm trước, nhưng ăn một miếng cậu lại nói, thịt bò của Mimo làm rất phổ thông, hoàn toàn không có điểm đột phá. Mimo vừa nghe chút nữa cơ tim tắc nghẽn. Còn khi đến lượt thử món của Su Eun, Min Hu lại nói vô cùng ngon, hoàn toàn hợp khẩu vị của cậu. Hơn nữa còn nói sau hôm nay cũng rất mong chờ. Su Eun rất vui khi nghe xong, lập tức ra vẻ khinh thường của người chiến thắng với Mimo. Mimo thất vọng ủ rũ, không như nào mới tốt. Sau khi về nhà, Han Mimo còn khó chịu hơn cả ăn 2 cân tỏi. Cô càng nghĩ càng tức, vì thế chạy đến hỏi Min Hu, bảo Min Hu chỉ ra đồ mình làm chỗ nào không ngon. Min Hu suy nghĩ một lúc rồi nói ra nguyên nhân chính cho cô. Thực ra, thực phẩm cô mang đến đã hết hạn rồi. Sau khi Su Hyuk ăn xong món cô làm, suýt chút làm ngập nhà vệ sinh rồi. Mimo ngạc nhiên sau khi biết vậy, lập tức vào trong chăm sóc Su Hyuk. Dưới sự chăm sóc tận tình của cô, Su Hyuk dần dần cũng chuyển biến tốt. Sau đó, theo yêu cầu của Su Hyuk, cứ như vậy, Mimo ở bên cạnh anh cả một buổi tối. Để cảm ơn Han Mimo tận tình chăm sóc, Su Hyuk bỏ ra một khoản tiền khổng lồ mời Mimo đi nhà hàng ăn trưa. Đối diện với bữa ăn khoa trương và lãng mạn như vậy, Mimo lại xao xuyến. Vì thế nhân này đẹp như hôm nay, cả hai buông bỏ bản thân, bắt đầu cùng nhau uống thứ nước vui vẻ từ năm 82. Khi cả hai đều ngà ngà say, họ đến một tiệm túi, sau đó quét sạch số túi trên toàn bộ giá trưng bày.
Người bán hàng đều sững sờ khi nhìn thấy cảnh tượng này. Họ vội vàng đóng gói. Nhưng đến hôm sau khi tỉnh rượu, Mimo suýt chút sợ bay hồn. Trước đống túi khắp nhà này, cô bắt đầu thấy hối tiếc. Vì thế chỉ đành mặt dày cầm tất cả số túi đến cửa hàng trả lại. Thấy bản thân bị trêu chọc như vậy, nhân viên bán hàng rất tức giận. Hận không thể giết hai người họ rồi ăn ngay tại chỗ. Nhưng khách hàng là thượng đế, họ không thể không làm theo. Mặc dù đây là một trải nghiệm mua sắm không tốt, nhưng không ngăn được tình cảm của họ nóng lên nhanh chóng. Đến buổi tối, hai người lần nữa ở bên nhau. Bầu không khí càng ngày càng nóng, không khí cũng trở nên khô hơn. Để đối phương không mất nước, hai người bắt đầu hôn nhau. Do tình tiết này không hay, chúng ta trực tiếp nhảy qua. Sau đó, đến ngày hôm sau, cả hai thức dậy vào buổi sáng đầu nắng. Mối quan hệ của hai người đã đạt đến trạng thái không thể tách rời. Nhưng vào lúc này Mimo lại phát hiện, con trai của Su Hiếu, Min Hu rất lạnh nhạt với mình. Mimo vốn tưởng là ảo giác, nhưng Min Hu đều đối với cô như vậy. Điều này khiến cô không khỏi lo lắng. Vì thế để làm dịu quan hệ giữa hai người, Mimo liền đi theo sau Min Hu, muốn tìm ra điểm đột phá. Lúc này, Mimo mới phát hiện, thì ra Min Hu chỉ là nhớ mẹ của mình. Sau khi giải quyết hiểu nhầm, hai người cũng vui vẻ ở gần nhau. Sau đó không lâu, đến sinh nhật của Min Hu, Su Hi Úc mời Mimo cùng ăn cơm, thuận tiện gặp em gái của mình. Vì vậy Mimo đã chủ động mua quà cho Min Hu, nhưng cô không ngờ lại gặp phải chồng cũ của mình. Càng khiến người ta kinh ngạc là đường đi của họ đặc biệt nhất quán. Điều này khiến cả hai có linh cảm không lành. Đợi sau khi hai người đến nhà hàng, cả hai đều tròn mắt. Thì ra em gái cả Su Hi Úc chính là bạn gái của chồng cũ Mimo. Cô gái gặp chồng cũ của mình ở nhà hàng, không ngờ sau đó phát hiện em gái của bạn trai lại là bạn gái của chồng cũ. Cô và chồng cũ lập tức tròn mắt. Để cho người yêu của mình không biết hai người từng kết hôn, cả hai chỉ có thể giả vờ không quen. Nhưng cả hai đều không tự nhiên, rất nhanh vẫn bị phát giác ra. Vì thế Mimo chỉ đành nói chồng cũ là anti-fan của cô. Có điều cô đã rời nhóm nhạc nữa rồi. Vì vậy, họ bây giờ không quen biết cũng không xa lạ. Mặc dù lý do này cực kỳ vớ vẩn, nhưng những người khác cũng không hỏi gì thêm. Đợi sau khi bữa ăn ngại ngùng này kết thúc, Han Mimo luôn hoảng hốt. Cô vốn muốn nói thật cho Su Hiếu, nhưng lời đến miệng lại không nói ra được. Cô chỉ có thể mỗi ngày đều đứng ngồi không yên, không ngừng suy nghĩ sau này mình phải làm như nào. Cho đến cuối cùng, cô nghĩ ra một cách. Đó chính là cùng chồng cũ đàm phán. Cô muốn dùng tình nghĩa 9 năm bồi dưỡng ra để cảm hóa chồng cũ, khiến chồng cũ từ bỏ bạn gái của mình. Nhưng không ngờ chồng cũ lại nói một thực tế khắc nghiệt. Đó chính là chồng cũ và bạn gái của mình qua một tuần nữa là kết hôn rồi. Còn Mimo và Su Hiếu lại còn chưa tính đến chuyện đó. Tuân thủ nguyên tắc trước sau, vậy cũng là Mimo chủ động từ bỏ. Sau khi hiểu sự thật tàn khốc này, Mimo lập tức tuyệt vọng. Vì cô quá yêu Su Hiếu, cô không thể chấp nhận khi trở nên tốt hơn lại chia tay Su Hiếu. Cô chỉ đành làm một quyết định khó khăn, đó chính là nói chuyện của mình và chồng cũ cho Su Hiếu, và còn đau lòng nói chia tay với Su Hiếu. Nhưng không ngờ là Su Hiếu lại nói sự thật sự tình của anh. Thì ra anh với bạn gái chồng cũ không phải là anh em ruột, họ chỉ là từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, vì thân như người nhà nên mới coi nhau là anh em. Sau khi biết được việc này, Mimo cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô lập tức ôm lấy Su Hiếu, mà cảnh này cũng bị Su Eun nhìn thấy. Cô liền biết mình không còn cơ hội nữa. Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, Su Hiếu cũng nhìn rõ được lòng mình. Vì thế anh gọi bạn bè, sắp xếp lại nhà cửa. Khi Mimo tan làm trở về nhà, cô liền nhìn thấy thảm đỏ lãng mạn được sắp xếp cẩn thận bởi Su Hiếu. Khi đi trên thảm đỏ đến nhà xong Su Hiếu, Su Hiếu và con trai đã đợi rất lâu rồi. Sau đó, Su Hiếu với Mimo cùng nhìn lại đoạn tình cảm của hai người. Thấy Su Hiếu vì mình tận tâm chuẩn bị những thứ này, Mimo lại xao động. Nhân cơ hội này, Su Hiếu lấy ra chiếc nhẫn, quỳ xuống cầu hôn. Nhưng không ngờ là Mimo lại từ chối. Lý do của cô là cô quá yêu song Su Hiếu, cô sợ mất Su Hiếu, để hai người có thể cùng nhau bạc đầu giai lão. Cô kiến nghị hai người sống thử trước. Su Hiếu choáng váng sau khi nghe xong. Anh muốn dùng thuyết tương đối của Einstein để thuyết phục Han Mimo, nhưng chuyện này lại không liên quan gì đến định luật thứ 3 của Newton. Vì vậy, cuối cùng anh đành chấp nhận. Sau đó, hai người bắt đầu cuộc sống sống thử. Su Hiếu vốn tưởng rằng sau khi hai người ở bên nhau sẽ sống như ngày tháng vui vẻ, nhưng sau khi ở chung, anh mới phát hiện cuộc sống của Mimo rất lộn thuộm, không thích dọn dẹp phòng, cũng không thích làm việc nhà, thậm chí còn ném xương ăn còn sót lại khắp nơi, đóng góp xuất sắc cho việc tái tạo gián. Điều này cũng khiến mâu thuẫn giữa hai người ngày càng gay gắt. Cuối cùng Mimo thậm chí dọn hành lý trở về nhà của mình. Su Hiếu thấy sự việc càng lúc càng tệ, anh mới nhận ra việc chung sống giữa hai người cần khoan dung lẫn nhau. Vì thế anh đến bên cạnh Mimo và xin lỗi cô. Và Mimo cũng cảm thấy mình không nên tùy hứng như vậy, cũng nhận lỗi của mình với Su Hiếu. Hai người lần nữa làm hòa. Khi quan hệ hai người bị đình trệ, Su Hiếu xảy ra tai nạn. Khi Mimo nhìn thấy người quấn băng gạc trên giường bệnh, cô cảm thấy đau lòng vô cùng. Cô không dám tin Su Hiếu lại biến thành bộ dạng này. Nhưng ngay sau đó Su Hiếu lại đứng phía sau cô. Thì ra Su Hiếu mặc dù bị tai nạn nhưng anh chỉ bị thương nhẹ.
Mimo khóc vì sung sướng. Sau khi trải qua sự việc đáng sợ này, Mimo cũng hạ chắc quyết tâm. Không lâu sau, vợ chồng Da Jung tổ chức đám cưới lại để chúc mừng sự hòa hợp. Khi hôn lễ sắp kết thúc, Soo Hyuk giật lấy bó hoa và định lần nữa cầu hôn Mimo. Nhưng không ngờ Mimo lại ngăn anh lại và ngược lại cầu hôn anh. Soo Hyuk lập tức vui mừng khôn xiết. Anh ôm bổng Mimo lên. Đến đây câu chuyện cũng hoàn toàn kết thúc.